Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình Đi Inside vào chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình phân tích chuyên sâu cùng với các chuyên gia của VN Direct. Và chủ đề của Đi Inside ngày hôm nay đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân. Trước tiên thì khi đi vào bàn luận và chủ đề thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Hôm nay thì có anh Nguyễn Tuấn Anh, Director của Asset Management. Thứ hai đó là anh Phạm Thiên Quang, Director của DeWell. Và thứ ba là anh Bùi Sơn Tùng, Wealth Planner của DeWell. Và cuối cùng, moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Duyên. Và nội dung ngày hôm nay thì chúng ta vẫn cập nhật theo ba chủ đề chính. Đó là thứ nhất là cập nhật tình hình những điểm nhấn trong tuần vừa qua. Thứ hai đó là các sai lầm trong tài chính cá nhân. Và thứ ba đó là định hướng hành động cho nhà đầu tư. Trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần cập nhật những tình hình trong điểm nhấn tuần vừa qua. Thì tôi xin mời anh Tùng sẽ cập nhật cho nhà đầu tư. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Thì chúng ta về tình hình dịch bệnh, thì chúng ta có cập nhật được tình hình dịch bệnh và về nền kinh tế là hai cái mối quan tâm chính trong thời điểm hiện nay, đúng không ạ? Về dịch bệnh thì chúng ta thực ra nhìn lại một chút là một số vấn đề mà Tùng có suy ngẫm. Thứ nhất là về dịch Covid-19 thì vẫn đang hoành hành, thì vấn đề liên quan đến thuốc điều trị và vaccine thì chúng ta biết là những cái này thì được hứa rất là nhiều, nhưng thực tế là vẫn phải tầm hơn một năm nữa, kỳ vọng hơn một năm nữa có thuốc vaccine hoặc là thuốc điều trị hiệu quả. Cái thứ hai là về tỷ lệ tử vong, câu hỏi về tỷ lệ tử vong ấy thì vẫn còn khá là chênh nhau giữa các nước. Ví dụ như là Mỹ thì tỷ lệ tử vong rơi vào tầm 6%, nhưng mà ở bên Anh thì nó tầm 15%, còn ở Singapore thì rất thấp, chưa đến 1% chẳng hạn. Thì cái này cũng là một cái ẩn số. Cái thứ ba là liên quan đến thời tiết ấy, thì mọi người cũng hy vọng là mùa hè thì cái dịch bệnh nó hạn chế bớt hơn, nhưng chúng ta cũng chưa thể khẳng định chắc chắn được. Và từ đấy nó dẫn đến một câu hỏi rất là quan trọng, đấy là liệu có làn sóng thứ hai hay không, dịch bệnh có thể ra hay không. Vì chúng ta biết là hồi dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 ấy, thì là cái làn sóng thứ hai nó mới, cái hệ quả, cái hậu quả nó mới khủng khiếp. Cái làn sóng thứ hai nó mới chết chóc nhiều hơn. Ở trong hình này chúng ta thấy là ban đầu thì cái đợt đầu tiên thì 1.000 người chỉ có 5 người chết thôi, nhưng mà ở cái lần thứ hai thì 1.000 người thì lên tới là tỷ lệ chết tử vong lên tới gần 25 người. Và lúc đấy thì cái hệ thống y tế, hệ thống nền kinh tế nó đã rất là mệt mỏi rồi, thì nếu mà xảy ra là sóng thứ hai thì đấy là một hậu quả rất là khủng khiếp. Thì về tình hình dịch bệnh thì Tùng vẫn tương đối là thận trọng. Cái thứ hai là về nền kinh tế, đúng không ạ? Thì trước khi mà chúng ta nói về vĩ mô thì Tùng nói một chút là thực ra nếu mà theo quan điểm của Peter Lynch thì cứ 10 phút dành cho vĩ mô thì chúng ta đã phí mất 8 phút rồi. Mình hy vọng là chúng ta ít nhất là có 2 phút hiệu quả trong phần này. Về dự báo kinh tế, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là kinh tế của EU thì đây là báo cáo của ngân hàng Barclays của Anh, thì kinh tế, dự báo kinh tế năm 2020 suy giảm rất mạnh. Khối châu Âu thì suy giảm khoảng 10%, các nước thì cũng xoay quanh mức này. Và ở bên Mỹ thì là ngân hàng New York Fed được dự báo GDP quý 2 giảm trên 30%, là một dự báo giảm rất là mạnh. Tuy nhiên thì là về thị trường chứng khoán thì chúng ta biết là trong thời gian vừa rồi thì thị trường chứng khoán trên thế giới cũng như là Việt Nam thì là tăng rất là mạnh. Thì một trong những nguyên nhân giải thích đấy là cái ngân hàng trung ương các nước và chính phủ các nước bơm tiền rất là mạnh, đúng không? Ví dụ như là đây là bảng cân đối của Fed thì là tăng rất là mạnh, tăng từ 4.000 tỷ lên khoảng hơn 6.000 tỷ. Và Bộ Tài chính Mỹ cũng phát hành lượng trái phiếu kỷ lục, bình thường thì phát hành khoảng 1.000 tỷ đô la một năm thôi, nhưng mà trong năm nay dự kiến phát hành khoảng 6.000 tỷ, đúng không? Được phát tiền cho người dân. Đây là một cái hình giải thích là ví dụ như là Mỹ thì gói cứu trợ rất là lớn, thì nó là một trong những nguyên nhân mà giúp cho cái thị trường chứng khoán Mỹ outperform so với cả các thị trường khác. Tuy vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mà cụ thể ở đây là trái phiếu doanh nghiệp dưới chuẩn ở bên Mỹ ấy, thì là cái spread, tức là cái độ chênh lệch giữa trái phiếu dưới chuẩn và trái phiếu chính phủ Mỹ ấy, thì nó vẫn ở mức trên 7,5, tức là mức tương đối là chịu áp lực rất là lớn.
với các cái doanh nghiệp. Thì mặc nghĩa là sau khi mà chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã can thiệp bơm rất là nhiều tiền, nhưng mà thị trường trái phiếu vẫn là ở mức tương đối là cái spread tương đối mức là cao. Thì chúng ta lại dẫn tới một số câu hỏi là ví dụ đầu tiên là theo Tùng thì thấy là người dân ở các nước Mỹ, châu Âu ấy, thì họ chưa trải nghiệm sự khó khăn. Tại vì sao? Là tại vì là chính phủ trợ cấp 3 tháng lương thì ít nhất là có chi tiêu đến tháng 6 rồi. Thứ hai là họ lại ở nhà ấy. Họ đâu có họ nhận 1.200 đô ở trong tài khoản ngân hàng, họ ở nhà không chi tiêu gì thì nó cuộc sống chưa ảnh hưởng gì cả. Thì phải sau tháng 6, sau đến tháng 7 thì có lẽ là người dân ở các nước đấy mặc dù là thất nghiệp thì bắt đầu họ mới trải nghiệm được cái sự khó khăn ở trong nền kinh tế. Cái thứ hai là cái sự chúng ta chú ý sự mất cân bằng về giai cấp giữa top 1% và top 90% ấy, tại vì là tỷ lệ thất nghiệp nó rất là cao, mà trong khi là ngân hàng trung ương bơm tiền và cứu các cái tài sản tài chính ấy, thì là cái giới nhà giàu thì lại cái phần 1% càng ngày càng tăng thêm, thì nó dễ dẫn tới là cái mất cân bằng giữa hai giai cấp, đúng không? Thì nó lúc đấy nó xảy ra cái tình huống là phải wealth redistribution, tức là tái phân bổ lại cái tài sản trong nền kinh tế. Thì cái quá trình này đã xảy ra rất là nhiều trong lịch sử rồi, thì có hai cách. Một là cách ôn hòa, giống như là cuộc đại suy thoái, thì cuộc đại suy thoái năm 1930 thì ở Mỹ là chính phủ Mỹ và người dân là tiến hành cái quá trình đấy một cách ôn hòa, nhưng mà ở những nước khác ví dụ như là Đức hoặc là một số nước Ý, Nhật thì họ chọn cái chủ nghĩa phát xít và chọn chiến tranh để tái cân bằng lại cái quyền lực ở trong nước cũng như là ở nước ngoài. Thì đấy cũng là một viễn cảnh rất là xấu. Thì so sánh với cả cuộc khủng hoảng năm 1930 thì chúng ta thấy là tỷ lệ thất nghiệp khá là tương đồng ấy, nhưng vấn đề chỉ khác nhau là tức là tỷ lệ thất nghiệp cứ khoảng 100 người thì có khoảng hơn 20 người là thất nghiệp. Vấn đề chỉ là cái độ dài thôi. Thì khủng hoảng năm 1930 nó kéo rất là dài, tầm ví dụ tỷ lệ thất nghiệp trên 10% nó kéo dài 5 năm cơ. Thì chúng ta chưa biết là cái lần này thì là cái tỷ lệ thất nghiệp nó có sẽ giảm nhanh sau khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại hay không, thì nó vẫn là câu hỏi ngỏ. Còn một cái rủi ro khác đấy là cũng có một số người nhắc tới, đấy là rủi ro về lạm phát. Thì trước tiên là chúng ta trước khi gặp rủi ro về lạm phát thì có cái rủi ro là giảm phát, là tại vì là mọi người ở nhà cầu giảm và giá dầu suy giảm thì CPI suy giảm. Tuy nhiên khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại thì cộng với việc là giá dầu nó không thể stable ở cái mức hiện tại được, mà người ta cho rằng nó phải tăng lên mức tầm 50-60 đô, thì chi phí nền kinh tế nó hoạt động nó sẽ cao hơn. Tại vì là vẫn có giãn cách xã hội nhất định ấy. Ví dụ như là một số hãng hàng không ấy, thì họ không thể bán 100%, chạy 100% công suất được, mà họ chỉ chạy được 70-80% công suất thôi, thì lúc ấy giá vé nó sẽ phải tăng lên, đúng không ạ? Thì các cái hoạt động khác trong xã hội cũng như vậy, dẫn tới là cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế tăng lên thì có thể lạm phát. Cái thứ hai là việc các nước họ cái quá trình toàn cầu hóa ấy, nó giảm bớt xuống và các nước kéo cái cầu sản xuất về trong nước của mình ấy, thì cũng làm cho cái quá trình cái chi phí sản xuất nó tăng lên, thì cái yếu tố lạm phát trong 2 năm tới cũng là một cái yếu tố mà nhiều người lo ngại. Tuy nhiên về mặt tích cực hơn thì có thể cái cuộc khủng hoảng này nó sẽ giống như cuộc khủng hoảng 1907 ở Mỹ. Đấy là mọi thứ cũng rất tồi tệ. Ví dụ như là nhà máy thép suy giảm 50%, nhập khẩu giảm 28%, GDP giảm 10% và có quý cũng giảm 25%. Tuy nhiên là cuộc khủng hoảng đấy diễn ra rất là ngắn và chỉ một vài năm sau là nền kinh tế hồi phục, và năm 1908 thì thị trường chứng khoán Mỹ còn tăng 44% cơ. Thì về cơ bản là về tổng vẫn khá là thận trọng về dịch bệnh, thứ hai là về nền kinh tế. Thì tuy nhiên là cái kịch bản phục hồi thì chúng ta cũng không loại trừ khả năng là có thể là nền kinh tế nó sẽ phục hồi nhanh theo hình chữ V, thì cũng chúng ta cũng không thể loại bỏ cái trường hợp ấy được. Như vậy thì theo quan điểm của anh Tùng thì anh Tùng vẫn đang khá thận trọng về dịch bệnh và nền kinh tế. Vậy thì với thị trường chứng khoán như Tùng vừa rồi anh Tùng có đánh giá là tăng là do các chính sách bơm tiền. Vậy thì trong tuần tới thì anh Tùng có định hướng gì cho nhà đầu tư? Về thị trường chứng khoán thì về dịch bệnh, về nền kinh tế thì cũng chúng ta mặc dù chúng ta có những cái quan điểm nhất định nhưng mà cũng rất khó dự đoán rồi. Thì thị trường thì Tùng càng có quan điểm là không dự đoán được thị trường. Nên chúng ta không thể nói, Tùng theo quan điểm của Tùng thì chúng ta không thể biết là trong tuần tới thị trường sẽ như thế nào được.
nhưng Tùng chỉ biết là trong năm tới, 5 năm tới, 10 năm tới thì là về cơ bản thị trường nó sẽ bám sát theo cái sự tăng trưởng của GDP của nền kinh tế, và với cái điều kiện của Việt Nam mình thì cái tương lai tươi đấy vẫn rất là tươi sáng. Rất cảm ơn anh Tùng. Vậy thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân. Về chủ đề này thì chúng ta vẫn để ý theo ba cái bức tranh. Thứ nhất đó là bức tranh tổng quan về tài chính cá nhân. Thứ hai đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân. Và thứ ba đó là giải pháp cho nhà đầu tư. Về tổng quan về tài chính cá nhân thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là tài chính cá nhân là một cái phạm trù rất là rộng trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Nó liên quan đến những khoản nợ, những cái thu nhập lương, những chi tiêu, những cái tỷ lệ tiết kiệm và rất nhiều các lĩnh vực bao toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Vậy thì chúng ta đi trả lời cho câu hỏi đó là tại sao tất cả chúng ta ai cũng cần có kế hoạch tài chính hay kế hoạch đầu tư. Thì trong cuộc sống thì chúng ta luôn mong muốn là có một cuộc sống hạnh phúc, và cái vấn đề về tài chính thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái nhu cầu này của chúng ta. Vậy thì khi mà tại sao chúng ta cần có kế hoạch tài chính, đó là chúng ta nhận diện được những thực tế và làm rõ được cái mục tiêu tài chính và các bước đi cụ thể cho những cái khởi đầu rất quan trọng. Thứ hai đó là chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu về tài chính thông qua những cái bảng cân đối thu chi hợp lý. Thứ ba là các phương án dự phòng cho các bạn và cho gia đình thông qua các việc xây dựng các tài sản đảm bảo, tài sản phòng vệ. Thứ tư đó là các kế hoạch cho hưu trí, cho về già sau này. Thứ năm đó là kế hoạch tăng trưởng tài sản. Và thứ sáu đó là xây dựng được cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư, hướng tới con đường tự do tài chính. Vậy thì các bước để lập vào kế hoạch tài chính như đây là, em có chiếu qua đây là các bước mà hiện tại DeWell của VNDirect đang xây dựng cho nhà đầu tư, cho khách hàng. Đó gồm có 6 bước, đó là xác định mục tiêu này. Bước thứ hai là thu nhập thông tin và nhận diện được tình hình hiện tại. Bước thứ ba đó là lập kế hoạch tài sản đảm bảo. Bước thứ tư là lập kế hoạch hưu trí. Bước thứ năm đó là lập kế hoạch đầu tư theo mục tiêu. Và bước thứ sáu là thực hiện kế hoạch giám sát và điều chỉnh. Và đây là các tiêu chí để đánh giá có kế hoạch tài chính, sức khỏe tài chính tốt. Đó là có năng lực phán đoán và lựa chọn này, cân đối được thu chi qua 4 cái nhóm thu chi bắt buộc, thu nhập ổn định, thiết lập được kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời, đa dạng hóa danh mục đầu tư, kỷ luật tích lũy và kiến tạo nếp sống đầu tư đều đặn, và kiến thức kinh nghiệm trong đầu tư. Vậy thì các panel có thể đưa ra ý kiến về cái các vấn đề trong tài chính cá nhân và các tiêu chí để đánh giá một người quản lý tài chính cá nhân tốt, chia sẻ với quý nhà đầu tư. Xin mời anh Tuấn Anh ạ. Thì thực ra trên thế giới thì cái dịch vụ mà tài chính cá nhân này, tư vấn tài chính cá nhân này thì là rất là phát triển được khá lâu rồi. Thì nó là một cái dịch vụ rất là hay, tức là nó cũng mang lại cho mình những cái góc nhìn rất là đa phương. Bởi vì thực ra về bản chất ấy, cuối cùng thì là tài chính là để phục vụ cho cái cuộc sống của mình, như em vừa đây nói là để cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì cái mục tiêu, vì cái mục tiêu đó nên là mỗi người khách hàng sẽ có những cái cảm thụ rất là khác nhau về cái chi tiết, ví dụ như cách chi tiêu của mình chẳng hạn như thế, mình chi tiêu việc gì, mình nhận được cái lại cái một cái việc gì. Thì Tuấn Anh thử nói cho mọi người một cái ví dụ là lúc trước thì là mình có đưa con mình đi làm từ thiện một buổi. Con mình lúc đó thì bảo là hôm nay con rất vui vì con giúp được các em ở cái làng trẻ mồ côi đó một cái điều gì đó. Thế nên mình về mình hỏi lại thật sự là thế thì con giúp các em ở đấy vui hay là các em có giúp được gì cho con không? Thì hóa ra là sau thì nó nghĩ kỹ một lúc thì nó thấy là các em ấy cho nó nhìn thấy một cái sự thật rằng là không phải tự nhiên đẻ ra là đã có bố mẹ bên cạnh. Đây là muốn nói cho mọi người một cái hình dung là cái thật sự của cái kết cục cuối cùng của cái tài chính cá nhân đấy là làm thế nào để cái người khách hàng là chính là mình đó, là nhận diện được là mình nhận được cái gì từ cái một cái đồng tiền mình cân đối, sau đó mình thu chi tiêu ra mình nhận được cái điều gì đó. Thế thì căn cứ vào cái đấy thì mọi người nhìn thấy rằng là cái tài chính cá nhân đó, nó không là một phần không thể tách rời cái câu chuyện rằng là cái cảm thụ của cái cá nhân của khách hàng. Thì
cân bằng được cái tàn cục đó thì mình mới bắt đầu mình đi sâu vào các bước. Thì tôi đang vừa nắm một ví dụ đấy là cái to nhất và cái xa nhất, nhưng mà không thể thiếu được một cái gần gũi nhất, đấy là chính là ban nãy anh vừa nói ra là cái review, cái mà bước số 6 cuối cùng đó. Thì để nhặt ra những bước nào quan trọng nhất thì bước nào quan trọng cả, nhưng mà theo mình thì là khi mà mình làm tư vấn cho nhiều người ấy, thì mình nhìn thấy rằng là cái bước mà cá nhân mình nhìn thấy rằng là quan trọng nhất đấy là cái bước mà thực hiện và review lại hàng tháng. Bởi vì thật sự là nó tương tự như các bạn đi tập thể dục thôi. Thì khoan lại nói là mình chống đẩy được bao nhiêu cái rồi so sánh với nhau, ví dụ như là một bạn chống đẩy được 50 cái mà bạn khác chống đẩy được 51 cái thì bạn lại chống đẩy được nhiều hơn. Mình khoan lại nói cái đó. Mình hay nói là ngay bây giờ mình chống đẩy một cái, hai cái. Khi một cái, hai cái cũng là tốt so với mình rồi. Thì hai cái góc nhìn đó là hai góc nhìn mà bản thân là một cái người mà tư vấn tài chính cá nhân nhiều năm rồi, một vài năm rồi. Thì mình nhìn hai góc nhìn đó rất quan trọng. Một là cái thật sự các bạn nhận được điều gì khi mà bạn tham gia về tài chính cá nhân, là cái cuối cùng, cái giá trị cuối cùng. Cái thứ hai là điều gì là điều tạo ra động lực mà để bạn làm được luôn cái điều đó ngay tại bây giờ. Dù là có thể là bạn là người phân tích, bạn có thể viết ra cho mình một cái kế hoạch luôn ngay bây giờ, nhưng mà không phải ai cũng là người phân tích. Hoặc là mình là người hành động đi, mình có thể tiết kiệm luôn 300.000 của ngày hôm nay luôn. Thế mình làm được cái gì đấy right now, bây giờ. Thì hai cái điểm đấy là hai cái điểm mà kiểu cá nhân mình thấy là một cái lời tư vấn để một người có thể bắt đầu được luôn. Vậy thì như anh Tuấn Anh, thì anh Tuấn Anh để nói về cái vấn đề tài chính này thì có hai câu hỏi để nhà đầu tư có thể đặt ra khi mình quyết định về cái tài chính cá nhân của mình, đó là có thể là bạn nhận được giá trị gì khi mà bạn thực hiện điều này, và điều gì đã tạo ra động lực cho bạn để bạn thực hiện cái việc tài chính cá nhân của mình. Vậy thì những tiêu chí để đánh giá thì các panelist khác cho xem trên ý kiến. Cho anh minh họa cái ý của anh Tuấn Anh một chút đấy. Thì trước khi đến cái buổi trình bày này thì Tùng có nghiên cứu qua một cái về nguyên tắc đầu tư của cái công ty Vanguard, là công ty một trong công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Thì họ cũng nói một cái ý rất là quan trọng mà ý anh Tuấn Anh vừa nói, là cái kỷ luật trong tiết kiệm và trong đầu tư á, kỷ luật vừa trong tiết kiệm và vừa trong đầu tư đó. Thì trong tiết kiệm thì giống như là có một, họ minh họa một cái hình mà ý anh Tuấn Anh nói là đây là cái so sánh giữa các cái trường hợp là khi mà có tiết kiệm tăng lên 8-10% hàng năm và có trường hợp là không tăng lên. Thì chúng ta thấy là ví dụ như để tiết kiệm được số tiền là 500.000 đô, thì nếu mà hàng năm không có tiết kiệm tăng lên thì mất 70 năm. Nhưng nếu mà hàng năm chúng ta duy trì một cái kỷ luật là chúng ta mỗi năm tiết kiệm tăng thêm 10% một năm, thì cái số năm nó giảm về là 20 năm. Tức là đây là, thì mình chỉ muốn chiếu cái hình này để minh họa cái ý của anh Tuấn Anh là cái kỷ luật trong việc tiết kiệm thì nó rất là quan trọng. Còn cái hình này là đây là cái việc kỷ luật trong đầu tư thì là nó cũng rất là quan trọng. Thì ví dụ ở đây là cái về chiến lược phân bổ tài sản á, thì giả sử như là cái phần này thì Tùng sẽ nói trước một chút. Tức là ví dụ như chúng ta lập kế hoạch có mục tiêu rồi, phân bổ tài sản rồi, ví dụ 60% vào cổ phiếu, 40% vào trái phiếu chẳng hạn. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng duy trì được cái kỷ luật đó, nhất là khi trong những lúc mà ví dụ như thị trường suy giảm được mạnh như vừa rồi á, thì nếu mà có chiến lược có kỷ luật sẵn mà chúng ta ví dụ như ở trong hình này hồi năm 2009 mà nếu mà lúc đấy chúng ta không giữ 60% vào cổ phiếu á, thì cái tỷ suất sinh lời nó chỉ là 1% thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta giữ cái kỷ luật đầu tư là 60% vào cổ phiếu thì tỷ suất sinh lời nó tăng đến được 117%. Xin mời Duyên tiếp tục. Thì xin mời anh Quang này cho thêm ý kiến về tài chính cá nhân và các tiêu chí đánh giá một tài chính cá nhân. Mình xuất phát từ cái trường hợp cụ thể của mình và gia đình mình thì mình là thị trường tài chính từ 2007. Và tính ra là giờ cũng phải được 13 năm rồi. Nhưng mà thật ra là suốt một cái giai đoạn đầu là nói thẳng là không thành công lắm đâu. Đầu tư cũng bị thua lỗ khá là nhiều. Và khi mà nhìn lại thì mình thấy là có những lúc kiếm được nhưng bây giờ lại mất. Không hiểu tại sao lại không xây dựng được
cho mình. Thì rất là may mắn là cách đây độ khoảng hơn 6 năm, cái thời điểm đó là được một người bạn tặng cuốn sách là Thịnh vượng tài chính đổi mới. Mới lần đầu tiên là ý thức đến cái chuyện là trong đầu mới hình dung cái khái niệm là tài chính cá nhân là như nào. Thì đã là ai mà đã từng đọc cái cuốn sách hai tập thì đều hiểu những cái chuyện nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà trong cuộc sống khi mình không có ý thức là mình không bao giờ nghĩ là cái vấn đề đơn giản liên quan đến thu nhập như nào, chi tiêu như nào, và cái phần tiết kiệm đó ta phải làm sao cho nó sinh sôi nảy nở, vừa giữ được tiền vừa tăng trưởng được nó. Những cái thứ rất là đơn giản như vậy, và nó quả thật là rất quan trọng với bản thân mình, và sau này khi mà chia sẻ lại với nhiều anh chị khác khi mà làm trong cái nghề này nhiều rồi thì mình thấy là tài chính cá nhân là cực kỳ quan trọng luôn. Chỉ như là cái khía cạnh của nó thì hồi nãy mơ tờ cả chiếu lên rồi, đúng không? Ngoài cái chuyện là thu nhập, chi tiêu, đầu tư như nào thì nó còn là những cái khía cạnh khác nữa. Nhưng mà ở đây mình chỉ muốn là tập trung lại những cái chuyện cực kỳ quan trọng mà trong cái góc nhìn của mình nhìn thấy như vậy, được rồi. Thế còn lại liên quan câu chuyện câu hỏi thứ hai là cái tiêu chí để đánh giá là cái chuyện quản lý tài chính cá nhân nó tốt hay không. Thì thực ra là tốt hay không tốt thì cái thang đo nó rất là tương đối, đúng không? Có thể là ví dụ một số việc em làm thì anh Tuấn Anh thấy là, tức là em thấy ok, nhưng chưa thấy anh Tuấn Anh đã ok, và Tùng cũng vậy, cũng như Duyên. Nhưng mà mình thì mình thích cái gì đơn giản thôi. Thì đơn giản thì mình thấy có ba cái mà mình rút ra được là để được coi là liên quan quản lý cho nên tốt. Một là ông phải có một cái nhìn đúng đấy xung quanh về vấn đề tiền bạc và tài chính như nào đã. Đó là điều đầu tiên. Bởi vì nếu không thì nó sẽ xảy ra tình trạng như này này. Tình trạng là rất nhiều người là cứ coi tiền là trên hết. Thế bây giờ kể cả họ có quản lý tốt hay là kiếm bao nhiêu đi nữa thì họ luôn luôn ở tình trạng là lúc nào cũng thấy thiếu cả. Đã kiểu như vậy, đã mà hệ có mất một tí thì họ thấy sụp đổ luôn. Và thậm chí có nhiều nhà đầu tư là mất tiền hoặc là bị kịch đến nỗi mà tự tử luôn. Đã thì đó là đầu tiên là cái quan điểm đúng đắn về cái chuyện tiền bạc như nào đã. Nó có thể giải quyết được gì, nó có thể đóng góp gì cho mình. Đó là điều đầu tiên phải xây dựng được. Cái thứ hai là cái việc quản lý tốt xuất phát từ việc là họ xác lập được cái mục tiêu cho họ phù hợp với họ lâu dài như nào. Thì chúng ta đều biết là những ai mà làm tài chính đều biết rồi, mục tiêu là cực kỳ quan trọng. Nếu mà không có mục tiêu thì chúng ta sẽ không đi đúng được cái con đường của mình là như nào. Và bên cạnh cái mục tiêu như vậy thì mình phải xây dựng được một cái thói quen, một cái hệ thống để mà nó giúp chúng ta hướng đến cả mục tiêu đó, cũng như là không phải chỉ là một mục tiêu đơn thuần mà cả một hệ thống, và đằng sau đó là nó định vị con người của mình như thế nào trong cái tiến trình đi đến vấn đề và liên quan đến một cái rất hệ trọng của mình là quản lý tài chính cá nhân của mình. Đó là ba cái thứ mà mình thấy là rất quan trọng để đánh giá được. Em thì này hơi khác với anh Quang ấy, là ban đầu thì em quản lý tài chính cá nhân khá là tốt, nhưng tuy nhiên thì sau đấy thì những cái sự kiện nó xảy ra, ví dụ như là gia đình sinh em bé chẳng hạn, sau đấy em chuyển đổi công việc ấy. Trước đây em là lập trình viên và em chuyển đổi sang ngành tài chính chẳng hạn, thì nó mất thời gian chuyển đổi, sẽ mất thời gian học các thứ ấy. Thì khi mà mình chuyển đổi sự nghiệp hoặc là những cái vấn đề gia đình phát sinh ấy, thì một là cái thu nhập nó bị gián đoạn ấy, thứ hai là cái chi phí nó lại tăng lên. Cho nên là nếu mà thì rất may là cái lúc đầu ấy thì em có như Duyên phải nói, có xây dựng sức khỏe tài chính, có sự tích lũy nhất định ấy, thì mình manage, mình quản lý được cái giai đoạn đấy khá là ok. Nhưng nếu mà mình không có cái kiểu tích lũy quỹ dự phòng rồi rất là nhiều cái base mà mình tích lũy trong nhiều năm ấy, thì quá trình chuyển đổi mình sẽ rất là nhiều khó khăn, và thậm chí là mình không chuyển đổi được, hoặc là có những cái sự việc trong gia đình ấy nó sẽ rất là khó khăn. Thì cái chủ đề về quản lý sức khỏe tài chính này đúng là rất là quan trọng. Và em thấy là vì mình không thì từ đấy em rút ra là cái việc như anh Quang nói, việc lập kế hoạch ấy thì nó rất là quan trọng, tại vì có những cái sự kiện trong tương lai mình không lường trước được. Nếu mà mình không có cái sự chuẩn bị thì đến lúc đấy rất là khó khăn. Đúng, chính xác là như vậy. Thì anh cũng tư vấn nhiều khách hàng rồi ấy, đặc biệt là cái tuổi của Tùng ấy. Thì thực ra là, tức là chúng ta nên thấy là cái bot cái phía dưới, cái tầng phía dưới là phần tầng kiểu cuộc sống chúng ta tồn tại được. Thì bằng mức nào đó thì xã hội có một cái mức tồn tại được gần giống nhau. Thôi chúng ta cần có cái shelter đại loại, chúng ta có cái nhà rồi chúng ta có đồ ăn rồi thức uống. Đặc biệt là trong rất may mắn trong đợt Covid này là chúng ta lần đầu tiên cả thế giới được back to basic, quay trở lại cái cơ bản. Mình mới thật sự thấy là đâu là cái tối thiểu chúng ta cần. Tại sao mà bác ấy cũng nói với mọi người là cái phạm trù giữa cái chuyện là mình tiêu tiền và mình được cái mình thật sự cái mong muốn ấy. Với là cái thực sự mình thực nhận nó rất là khác nhau. Thế thì theo một góc nhìn khác thì tài chính cá nhân được xây dựng từ
cái cơ bản đấy trước. Thì sau cái đợt dịch Covid này mọi người bắt đầu mới nhìn thấy là ok, hóa ra cái cơ bản của tôi rất là thấp, cũng chỉ cần uống nước như mọi người, xong cũng chỉ ăn như mọi người thôi. Chật. Đúng không ạ? À, sau đó thì mình lên trên các cái tầng tiếp theo. Yeah. Các tầng càng tiếp theo thì có rất là nhiều thuyết nói về việc này. Yeah. Tức là tóm tắt là chính cái câu chuyện mà Tuấn Anh vẫn đã nói với mọi người, đưa ra và nhận được cái gì. Thì giả sử như anh thử đưa cho mọi người một cái góc nhìn khác nữa. Và này, có một cái bài TED Talk rất là hay, khi nào mà gửi lại cho mọi người cái link. Tức là khi mà các bạn, đầu tiên là các bạn thấy là ngày xưa mà khi mà năm 45 chẳng hạn, chúng ta trước đó thì chúng ta chỉ cần là dụ quang và tặng cho anh một túi gạo thôi được, anh chắc là mừng lắm, cho anh không quan tâm đến chuyện kiểu cái gạo đấy là gạo gì, tám thơm hay là gì cả. Và chúng ta thử move lên trên là khi mà chúng ta có nhiều gạo rồi thì chúng ta bắt đầu thắc mắc là ôi Quang ơi, em tặng cho anh cái gạo này là gạo gì thế. Tức là chúng ta bắt đầu quan tâm đến brand name, mặc dù cái gốc khác của cái gạo chỉ cần là nấu cơm lên thổi ăn no là được. Chúng ta lên level 2 là brand name, nó có tên. Lên level số 3, chúng ta sẽ có một cái vẫn là gạo, nhưng mà lần đầu tiên thì là mẹ vợ từ quê lên, mình mời ra nhà hàng và ăn một bát cơm trắng, cũng vẫn là cái gạo đấy thôi. Mẹ vợ thì bảo là tại sao con phí tiền ấy, con ra tận nhà hàng ăn. Thế thì chúng ta ăn cái gì ở cái ngoài cái nhà hàng, mặc dù vẫn là gạo, gạo nấu vẫn là cơm, vẫn là cái gạo đó, chúng ta ăn gì vậy? Chúng ta ăn cái service ở cái chỗ đó. Có một người phục vụ, chúng ta cảm thấy thoải mái. Và cái tầng thứ tư ở thế giới đang làm rất là tốt. Còn một tầng thứ tư, đúng không? Cái tầng thứ tư là gì? Là gì ạ? Tầng thứ tư nó gọi là authentic. Authentic. Chính cái người đó làm cho mình. Ví dụ mọi người có một bữa ăn của buffet. Chỉ được ăn buffet thôi, mặc dù thức ăn vẫn thế đúng không? Nhưng mà ăn với buffet nó khác. Sau này ăn với Thiên Quang thì mất hơn tầm vài trăm triệu chẳng hạn. Authentic tức là chúng ta có nhau ở đây, ví dụ như chúng ta có nhau ở cái live stream này là rất là authentic. Authentic là chỉ có lời từ cái người đấy nói ra thôi. Hay nhỉ. Đấy. Thế thì ý đang mình nói là này, tất cả cái gì mà chúng ta value chúng ta nhận được, chúng ta phải có một, với tài chính cá nhân, value for money là cái thứ mà rất là quan trọng, cái đó xứng đáng. Và chúng ta, ngoại trừ chúng ta rèn luyện cái chuyện là thu chi như Tùng nói, thu chi là cái vỏ của bên ngoài. Chúng ta phải rèn luyện một cái song song với cái chuyện đấy, đấy là chúng ta thật sự đón nhận được cái giá trị của cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Không phải vấn đề là bỏ ra ít hay nhiều. Ví dụ, câu hỏi tuần này là liệu mọi người tiêu 110 triệu một tháng, cái người tiêu 110 triệu một tháng thì có sướng bằng cái người mà như mình đang tiêu 5 triệu một tháng hay không? Cái điều đó là chưa chắc. Chưa chắc. Chưa chắc người đã tiêu nhiều tiền thì đã hạnh phúc hoặc là sướng hơn cái người mà tiêu ít tiền. Ngược lại, trong cái quá trình mà rèn luyện để tiêu ít tiền đi và chúng ta có nhiều saving hơn, nhiều tiết kiệm hơn hàng tháng, tăng tỷ lệ saving rate. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tăng tỷ lệ saving rate như là một cái chúng ta trying, cố gắng như là một cái gì đấy rất là cơ học, thì chúng ta không mang lại niềm vui ngắn hạn. Rất nhiều khách hàng của anh đã thắc mắc rằng này, mà tôi thích đi du lịch, mà tôi thích đi du lịch quá. Tuấn Anh đừng hạn chế chị đi du lịch, chị không thể nào ngừng đi du lịch được. Ok, không vấn đề gì cả, nhưng mà chị tìm thấy cái điều gì đấy ở khi đi du lịch. Và liệu là đi du lịch với số tiền 100 triệu hay là đi du lịch với số tiền 20 triệu, liệu thật sự, mình nghĩ bao giờ mình nghĩ là liệu thật sự cái giá trị nó có khác nhau hay không? Đi du lịch với ai, đúng không? Nhiều quá nhiều, đi du lịch với ai? Đi du lịch một mình có sướng không? Đi du lịch một mình xong rồi ra cái bãi biển nó không có ai thì có sướng không? Không sướng đâu, không sướng lắm đâu. Cho nên em rất là tâm đắc cái nhìn rất là sâu sắc của anh Tuấn Anh. Cho nên hồi nãy trong cái lúc mà suy nghĩ về câu hỏi là như nào quản lý tài chính cá nhân tốt, em luôn luôn muốn xuất phát từ là một cái nhìn đúng đắn về chuyện tiền bạc và quản lý nó như nào. Đã. Ngay cả câu chuyện anh nói là chuyện đi du lịch, có người thì tôi có đi thật là nhiều nước, tôi chỉ cần tôi tới tôi check in, tôi đã tới nơi này là xong, đúng không ạ? Cũng có một vài ý kiến khác là gì, đôi khi mình chỉ cần mình đi một vài nước thôi, nhưng mà mình có một cái nhìn rất là sâu sắc, mình rút ra được cái gì từ đó thì có khi nó là giá trị hơn là tôi đi cả trong nước. Tôi rất là đây là chính xác là có viên rách rồi thì là mọi người cứ gửi tiền vào thôi. Chỉ số thì cái câu hỏi của Duyên hỏi đấy, chỉ số thì yên tâm đi, chỉ số là cứ đi học thì sẽ có chỉ số. Nhưng mà cùng với chỉ số đó lại còn thêm những thứ khác nữa. Chỉ số là một thứ tốt,
giống kiểu mình đang quản lý chỉ số doanh nghiệp không. Nếu mà chúng ta cứ như thế là cứ doanh nghiệp nào mà cứ run đúng cái chỉ số đấy thì chúng ta chỉ cần là đội ngũ phân tích chỉ cần có mỗi chạy Excel ra chỉ số là chúng ta có đầu tư tốt. Như vậy thì qua các trao đổi của các chuyên gia thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề về tài chính cá nhân nó rất là quan trọng, và điều chúng ta phải nhận ra được đó là sự đúng đắn trong tài chính cá nhân, điều chúng ta thực sự cần là gì và điều chúng ta muốn, có sự khác biệt. Vậy thì chúng ta hãy nhìn qua một vài con số về một nước rất giàu trên thế giới là nước Mỹ, xem là thực chất bề ngoài là họ rất giàu có như thế, nhưng thực chất trong từng cá nhân thì họ về vấn đề tài chính của họ như thế nào. Thì tôi có tìm hiểu một vài những con số, đó là khoảng 78% cá nhân ở Mỹ thì họ sống, họ nói rằng họ sống trên cái tiền lương mà họ nhận được. Và con số này tăng so với năm trước, đó là tăng từ 75% lên 78%. Tức là tháng nào là xả hết tháng đó đấy. Đúng rồi. Tháng đó tiết kiệm. Cái con số thứ hai đó là khoảng 71% những người Mỹ là họ nợ, và khoảng chỉ có 28% là họ có tài chính lành mạnh. Đây là cái vấn đề đáng quan tâm. Và ở Việt Nam thì rất là khó để lấy những con số đấy, thì tôi cũng lấy một vài những số liệu ở trong cái cộng đồng của anh Quang, đó là cộng đồng Personal Finance for Happiness của anh Quang. Thì trong đó thì có 175 người thì có làm khảo sát về tình hình tài chính cá nhân, thì chúng ta thấy là những con số là cái tỷ lệ tiết kiệm của họ ở dưới mức 5% là rơi vào khoảng 17%, tức là dưới từ 5 đến 10% là rơi khoảng 13,1%. Tức là nhìn vào những con số này ta thấy là cái tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của từng cá nhân đang rất là thấp. Và qua đó thì tôi cũng tìm hiểu có một vài những cái sai lầm trong tài chính cá nhân, đó là đa số mọi người đều không có mục tiêu và kế hoạch trong tài chính cụ thể. Thứ hai đó là không xây dựng cái quỹ dự phòng, quỹ khẩn cấp khi mà gặp bất kỳ những tình huống bất chợt đến trong cuộc sống thì không thể xử lý được. Thứ ba đó là sử dụng cái thẻ tín dụng không được thông minh. Thứ tư là không tiết kiệm cho nghỉ hưu, chưa có kế hoạch cho nghỉ hưu. Thứ năm đó là chưa có bảo hiểm để phòng vệ cho sức khỏe. Và thứ sáu đó là không để tiền làm việc, tức là chưa biết cách để đầu tư, để tiền để ra tiền như thế nào. Và thứ bảy là chi tiêu, chưa kiểm soát được tình hình chi tiêu của mình. Vậy thì đó là những cái một vài những con số về thực trạng tài chính. Thì các chuyên gia có thể bàn luận thêm về thực trạng tài chính cá nhân của chúng ta hiện nay và các sai lầm trong tài chính cá nhân, và dựa vào đó thì có thể đưa ra giải pháp để nhà đầu tư có thể rút kinh nghiệm. Thì một cái vấn đề liên quan tới tài chính cá nhân mà anh quan sát thấy là liên quan đến vấn đề chi tiêu ấy, thì thực ra chúng ta cứ mong muốn là tăng tỷ lệ tiết kiệm lên rồi hạn chế chi tiêu đi, nhưng mà thực ra cái đấy nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó theo quan sát của em thế, vì là có rất nhiều cái chi tiêu mặc dù mình nghĩ là nó là không cần thiết ấy, mà mình mong muốn khách hàng là hạn chế đi ấy. Nhưng thực sự là tại vì cái đấy liên quan đến hành vi của con người ấy, để thay đổi hành vi của con người thì rất là khó, mà cái hành vi đấy là tích lũy, có khi là không chỉ trong đời này mà có từ đời trước nữa. Thì cho nên là nhiều khi mình cứ nói là khuyên khách hàng là kiểu giảm chi tiêu đi, nhưng thực sự cái đấy rất là, em nghĩ là một vấn đề rất là khó, mà không biết là các anh có chia sẻ gì để giải quyết kiểu giúp khách hàng kiểu thay đổi hành vi ấy, cải thiện cho tốt hơn ấy. Nói chung công nhận Tùng là cũng đúng, tức là có một số thứ nó đẻ ra từ lúc đẻ ra như vậy. Tức là kiểu như là một cái trường phái thì nó hơi tập trung vào chuyện là mình đẻ ra như vậy. Thì câu hỏi là anh cũng nghĩ nhiều, rất nhiều chuyện đấy, tức là kiểu như là thế đẻ ra mình là cái gì, bởi vì nếu mà đẻ ra nó là như vậy và cứ tiếp diễn là như vậy thì mình cũng như là kiểu cái máy ấy, tức là đẻ ra nó là A, và cuối cùng thì lúc mà chết thì nó là A phẩy, là loại thế, tức là mình cứ tự động hoặc là chết ở A phẩy. Thế thì nếu mà giả sử như thế thật ấy, thì cuối cùng thì mình sống để làm gì? Bởi vì nếu mà nó cứ auto thì nó chạy suốt đến tận cuối cùng là A phẩy thì không, mình chết luôn thì mình cũng chả ra quyết định gì cả. Thì ý nói đây tức là
đồng ý, tức là có một cái chuyện là chúng ta đẻ ra chúng ta đã có như vậy rồi. Nếu mà mọi người có thể để ý, ví dụ như là não phụ nữ với não đàn ông cũng rất là khác nhau. Nói chi tiết, ví dụ chơi phụ nữ trước đi chẳng hạn như thế, thì não phụ nữ thì là có một cái tư duy mà đại loại gần như 100% não phụ nữ sẽ tư duy khi mà đi mua hàng á, đấy là tư duy matching, đặc biệt là color, màu. Rồi mọi người nhìn thấy là em Dương sẽ mặc một cái gì đấy rất matching với nhau, đấy là một cái sự auto. Thì ví dụ như Tuấn Anh mà người là người bán hàng ấy, thì Tuấn Anh duyên vào cái thì anh sẽ tặng cho em luôn một cái, một cái khăn màu màu be chẳng hạn như thế. Xong anh sẽ tư vấn em tiếp là sẽ có một cái áo màu sữa, nên cái áo đấy là hơi đắt hơn. Cái kia là anh tặng hết rồi, nhưng tặng thì tất nhiên lấy thôi. Thì ý là não người build in là đã có một số các cái pleasure, các số cái điểm mình cảm thấy rất là thích, và cái quá trình chi tiêu hầu như sẽ đến từ cảm xúc, nghĩa là chúng ta sẽ chi tiêu một cái thứ gì đấy và chúng ta làm thế là instantly, ngay tại lúc đó là sẽ mang lại cho mình cảm xúc tích cực ngay tại lúc đó. Nói như thế không phải là anh tư vấn được cho Tùng là kiểu như là em tiết kiệm được luôn, nhưng anh đang nói là thử tư duy là theo là cái việc mà mua hàng nó là một cái quá trình, thì người nào mà càng kéo cái quá trình đấy giãn ra, nó không đóng cục ở một lần mà nó giãn ra này, vâng, thì người đó càng có xác suất để giảm chi đi xuống, vâng, để ít ra mình có nghĩ một tí, vâng. Chứ bình thường là tất cả mọi người đều nghĩ rằng là thời điểm mua nó chỉ là một thời điểm, một point of time, một đúng một cái lúc moment đấy, vâng. Đặc biệt những người nào mua hàng có cảm xúc, thì nếu mà anh có lời khuyên thế, tức là đừng quyết định tại moment đấy, cố gắng kéo thời gian nó dài ra một xíu thôi, vâng. Hoặc là giả vờ đi, hoặc là làm nào để đừng quyết định ngay, thì đã là tốt lắm rồi ấy, tốt lắm rồi ấy. Còn anh đồng ý anh chia sẻ với tôi là khó. Tip để mà giảm chi hoặc là chi hiệu quả là cả một vấn đề, đồng ý. Mà còn chắc có nhiều cái cho Quang, phải có nhiều cái nữa. Vâng. Nhiều, cái đấy thì rất là nhiều. Rồi ở đây mình sẽ giải quyết từng vấn đề một nha, cho nó clear trước nha. Còn cái câu hỏi của Tùng thì tí nữa anh cũng sẽ có một vài cái quan điểm để chia sẻ thêm. Đầu tiên là moderator hỏi là thực trạng của tình tài chính cá nhân của con người hiện nay, và dẫn đến cái chủ đề chính hôm nay là những sai lầm thường gặp là như nào. Thế thì hồi nãy trên slide cũng có một vài cái gợi ý về sai lầm rồi. Mình nhìn trên slide đó thì nó hơi thiên về cái hiện tượng, cái hành vi nó cụ thể. Còn ở đây thì mình muốn khái quát nó thành những cái mà kiểu mang tính chất là cái tư tưởng và cái con người họ suy nghĩ như vậy. Thì khái quát lại thì thấy có 6 cái sai lầm kinh điển sau đây này. Đầu tiên là mình thấy là mọi người rất hay nhầm lẫn giữa cái giá trị của tiền bạc với lại gọi là cái hạnh phúc của họ như này. Bằng chứng cho thấy là cái hồi cách đây độ 2 tuần thôi, mình mới làm một cái buổi chia sẻ qua livestream cho các bạn sinh viên trường Học viện Ngân hàng mới đây thôi, tôi nghe là. Thì hôm đó mới survey thử các bạn, bảo là các bạn nghĩ như nào về giá trị của tiền bạc đóng góp cho hạnh phúc, và nếu mà phải chọn giữa tiền với hạnh phúc thì bạn chọn như nào. Thì rất là ngạc nhiên là cực kỳ nhiều bạn sinh viên hôm đó, và đặc biệt là sinh viên nữ nha, chọn tiền, rất nhiều bạn luôn. Các bạn nam thì có vẻ như là các bạn cân bằng hơn một chút và chọn hạnh phúc khá nhiều, nhưng riêng nữ là em thấy là tỷ lệ rất cao là chọn tiền. Đấy, thì đương nhiên là mình tôn trọng hoàn toàn cái sự lựa chọn đó, nhưng ít nhất là những người đó phải thực sự hiểu được sâu xa cái sự lựa chọn của họ, và rốt cuộc cùng nó sẽ như nào. Đấy. Thì cái đó mình cho rằng là cái việc mà hiểu rõ được cái giá trị của tiền nó đóng góp như nào về hạnh phúc, cái đó là cái điều rất là quan trọng, và mình thấy rằng rất là nhiều người nhầm lẫn cái chuyện như vậy. Cái thứ hai là khi mà gặp rất nhiều khách hàng để tư vấn làm việc này kêu quan các loại, thì mình phát hiện ra là rất nhiều người không bao giờ có một cái mục tiêu gì cụ thể. Cuộc đời của họ là cứ để trôi lên thôi. Với họ là gì? Tự do tài chính là gì? Tôi đi làm, bây giờ tôi có lương cao, đúng không? Chi tiêu cũng cao nhưng mà thấy ok, cuộc sống vẫn vậy, thế là ổn rồi. Họ không hề có một cái mục tiêu là ok, tôi phải xây dựng các loại tài sản như cách của VNX đang tiếp cận, đúng không? Ta phải có cái tháp xây dựng tài sản phòng vệ, rồi bảo hiểm, rồi tài sản cho hưu trí, rồi tài sản cho mục tiêu. Họ không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy luôn. Đó là cái mà cũng dẫn đến khá nhiều cái sai lầm trong tài chính cá nhân. Một cái thứ ba nữa, thì cái này một phần là tí nữa sẽ liên quan đến câu chuyện của Tùng nữa,
là tại sao mà bây giờ con người mình sinh ra là mình bị cả một cái gen, cả một cái môi trường xã hội nó ảnh hưởng luôn. Thì chính trong cái môi trường hiện tại là cái tâm lý và chuẩn tiêu dùng thích thỏa mãn những cái nhu cầu của mình, cảm xúc của mình, hơn là theo kiểu là phải dành dụm gì đó cho tương lai, là mọi người sẽ lựa chọn cái hiện tại trước. Đó là cũng là một cái mà mình cho là nó ảnh hưởng đến cái quản lý tài chính cá nhân của họ. Thêm một cái tâm lý nữa là xuất phát từ cái kiểu mà muốn thỏa mãn cho mình mà, thì bây giờ làm sao để có tiền thì lại muốn làm giàu nhanh. Đó, rất nhiều câu chuyện đấy, ai cũng chăm chăm là thị trường chứng khoán như làm sao tôi vào tôi nhân đôi nhân ba tài khoản thật là nhanh. Thì dĩ nhiên là cái gì nó cũng có cái quan hệ nhân quả của nó hết, không có cái gì nó dễ dàng như vậy được, thì hậu quả nó sẽ là điều tất yếu thôi. Và cuối cùng là một cái sai lầm kinh điển mà nó bao trùm tất cả các cái sai lầm trước đó, là ông không có ý thức về cái tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân và để trau dồi kiến thức cho mình từ cái đó, để mà như nãy em có chia sẻ ở phần đầu, người ta phải có một cái nhìn đúng đắn về cái chuyện đó thì người ta mới có thể làm đúng được. Thì nó có xấu cái sai lầm kinh điển là như vậy. Còn quay lại câu hồi nãy có một câu hỏi của Tùng mà Tùng cũng đặt ra, nó cũng hơi sớm tí nhưng mà tôi đặt ra đây thì mình cũng thảo luận luôn. Tức là Tùng cũng quan sát là nói thì dễ đúng không, những cái điều chúng ta vừa nói này, nhưng mà làm sao để làm thì rất là khó. Và thậm chí Tùng cũng đưa ra một cái nhận định mà rất là kinh khủng nữa, tức là cái khi thói quen đã từ bao nhiêu kiếp trước sinh ra nó đã bị như vậy rồi, đúng không ạ? Đấy thì mình nghĩ là phần nào nó cũng đúng. Ví dụ mình là người theo đạo Phật nhá, thì mình nghĩ là cái con người của mình là từ vô lượng kiếp nó tích lại cái nghiệp của mình ở giai đoạn này. Cho nên tại sao các những em bé sinh ra là rất thông minh mà ngay từ nhỏ là đã xuất gia đi tu luôn, là vì nó là như vậy, công nhận là như thế thật. Thì mình nghĩ lại là mình thấy như này này. Cái con người mình sinh ra là nó xuất phát từ cái gen. Cái gen nó tích tụ từ, không phải từ mỗi bố mẹ mình, ông bà mình đâu, mà là từ cái tổ tiên con người của ta từ bao nhiêu lâu đến bây giờ luôn. Con người mình là vốn là tham lam, là điều chắc luôn. Và đặc biệt là đó là đầu tiên là từ cái gen. Thứ hai là ta sinh từ nhỏ lớn trong một cái môi trường, đúng không ạ? Ta dạy được từ nhỏ lớn này, đúng không? Chứng kiến xung quanh ai cũng khát khao rất là khủng khiếp về chuyện tiền bạc, đúng không ạ? Mình không coi đó là việc xấu nha, nhưng mà ý là nếu mà chúng ta không có một cái sự cân bằng đấy, thì chắc chắn là mình sẽ bị cuốn theo trong cái chuyện như vậy. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là thôi tôi chết rồi, tôi sinh ra là cái nghiệp tôi, thế là tôi tèo luôn, không phải đâu. Mà cái sự chủ động của mình á, nó có ý nghĩa cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà mình vẫn cho rằng như thế này nè, cho rằng là con người của mình nói chung là phải có một cái sự nỗ lực cải biến những cái thứ đó thì nó mới được, chứ còn để tự nhiên thì về cơ bản nó sẽ tệ. Vì môi trường như thế nó sẽ bị ảnh hưởng đến mình mà. Chính vì thế mà mới cần có những chuyên gia về tài chính cá nhân làm các cái lớp chia sẻ, đúng không? Training, coaching các thể loại thì mới giúp cho người ta từ cái chỗ là không có cái quan điểm đúng đắn, không có cái hành động đúng đắn, đúng không? Thì bắt đầu mới có một cái hành động, cái nhìn đúng rồi, sau bắt đầu từ đó thiết lập cái động lực như nào, phải đưa ra một cái chương trình để cải biến, thì lúc đó con người ta mới trở nên tốt được. Em suy nghĩ như vậy, tôi nói là cái gì mình cũng phải có một cái chuyện này mọi người sẽ thấy hình dung cái điều đấy rất là sáng tỏ luôn. Nếu mà mọi người thử nhớ lại cái lần đầu tiên mà mọi người đi làm ở một công ty mới, ở một cái chỗ mới. Ngày hôm đấy mà khi mà đi làm thì mình rất là tò mò và mình biết chính xác là hôm nay cái chỗ này nó đẹp thế nhỉ, nó khác với mình nghĩ. Chỗ này có cái cây này, chỗ này có cái tivi này, cô cái anh này anh trông đẹp trai này, cô kia cô xinh gái thế. Trên đường về có khi là nhớ luôn cả cái đèn xanh đèn đỏ nó trông nào cũng rất là kỳ lạ, rất là tò mò. Nhưng mà cứ làm nó một năm thôi, trên đường về mình không thể nhớ được một cái gì cả. Mình như một cái máy, mình đi về nhà cái là mình bùng phát tự nhiên trợn mắt là cảm thấy ở giữa nhà đang ngồi giữa cái bàn rồi. Thế là vì lúc nó rơi vào cái chế độ là chế độ tự động. Vì trong cái chế độ tự động đấy thì nó cũng có cái sung sướng của nó. Thế là lúc đó chúng ta đang ở một cái chế độ tự động. Thì tự động cũng sướng mà, tức là chúng ta có lương rồi, chúng ta tiêu không phải nghĩ. Nếu mà gọi là tiêu mà không phải nghĩ mà là tài chính cá nhân ấy, thì nói như qua cũng rất rất là hợp lý, là cái đấy thường là sẽ sai, thường là sai, không nói là nào ra, nhưng mà xin phép là nói là thường là sai. Đúng. Vì cái đó là chế độ auto của chúng ta rồi. Thế thì đấy, quay lại tới cái vấn đề là thế nên là tuần này mới bảo là mọi người là liệu là trên cuộc đời này là chúng ta cái gọi là nỗ lực, đúng không? Cái gọi là nỗ lực thì cái progress, cái mà cải biến đó thì mới là thật sự chân ý nghĩa. Nếu mà chúng ta cứ auto luôn từ đầu đến cuối thì các bạn
background của Tuấn Anh cũng giống như thường là công nghệ. Thì mình có một suy nghĩ này, thật sự nó hơi thẳng thắn nhưng cũng nói thẳng, tức là nếu như chúng ta là một cái máy như thế thì đời chúng ta có thể tua được như kiểu ấn nút tua ấy, bởi vì chúng ta là cái máy mà, thì chúng ta có thể ấn nút tua rồi phát đến tận cuối đời luôn, bởi vì cả đời nó như thế mà, tua nhanh đi cho nó nhanh, tua vì học phát thì đến lúc cuối luôn, cuối chết luôn. Rồi tiếp tục là mình nhân thêm vài kiếp nữa, lại vài kiếp nữa chúng ta cứ sống auto như thế thì chúng ta cũng tua thêm vài kiếp nữa thì cũng thế. Thành ra thì tôi đang nghĩ là nghĩ nhiều việc này rồi thấy không ý nghĩa lắm. Bởi vì nếu mà đời mình mà tua được như thế thì mình tự thấy mình không ý nghĩa gì cả ấy. Thì thôi mình cố gắng thay đổi một tí, rồi kiếp này thay đổi một tí thôi, rồi lại làm tiếp vậy. Rồi đúng là khó, còn ghi nhận là rất khó. Và thế nên cần coaching, rồi cần người đi kèm, cần tài liệu. Anh nói em nhớ cái câu của Benjamin Franklin ấy, ông nói là một trong những founder của Mỹ, ông nói là kiểu con người mình sống đến chết ở năm 25 tuổi nhưng mà đến năm 70 tuổi mới chôn ấy. Thế là mình để dòng kè cái trôi lên vâng, liên quan đến cái chỗ mà thay đổi hành vi nãy Tùng nói là vâng. Thay đổi hành vi vâng. Em chiếu cái màn hình desktop của em, anh chia sẻ luôn cái màn hình desktop đó. Tức là nó có một cái logic tiếp cận ấy, chứ không phải đùa đâu. Đây nhá, đây là một chuyên gia về coaching, đó là Tony Robbins, đúng không ạ? Một người mà có sức ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người trên thế giới này luôn. Ông ấy đưa ra một cái mô thức để mà giúp người ta có thể thay đổi hành vi được như nào. Thì đầu tiên nhé, ví dụ như Tùng nói về chuyện là bây giờ muốn thay đổi cái thói quen quản lý tài chính cá nhân rất là tệ, thành cái tốt hơn. Khi mà Tùng nói như vậy á, thì nó chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không? Đó, nhưng mà cái cách tiếp cận ở cái level tiếp theo là hãy hình dung về nó, hãy tưởng tượng về nó. Tức là ví dụ nếu mà anh coach cho Tùng, anh sẽ hỏi là nếu mà giả sử trong vòng 6 tháng tới mà em được anh coach về thói quen tài chính, đúng không, mà em đạt được mục tiêu em quản lý tài chính tốt hơn này kia vân vân, các bạn, thì khi đạt được điều đó thì em hình dung em sẽ thấy em như thế nào, lúc đó nó sẽ như thế nào, cái cảm giác của em nó có hạnh phúc như nào, mọi người sẽ nghĩ gì về em, gia đình em nói gì về em về cái chuyện như vậy khi em có một thói quen tài chính tốt hơn và cải thiện được tài chính gia đình. Khi ta hình dung như vậy thì tự nhiên là nó biến từ cái chỗ chỉ giấc mơ thôi thành là cái xác suất cao hơn để mình có thể làm được, vì động lực của mình lúc đó nó sẽ nâng cao lên rất là nhiều, đúng không ạ? Trong khi nếu mà mình không làm thì tài chính này ngày càng tệ. Rồi sau đó ta lại thêm một bước nữa là sau khi hình dung động lực lớn ra rồi, bây giờ ta phải có một cái chương trình hẹn hò, kế hoạch hành động. Đấy, thế bây giờ từ đó thì anh với em sẽ có một cái chương trình với nhau nhé. Em tăng saving rate lên thì như thế nào, mỗi tháng em sẽ làm như thế nào, vào thời gian nào, cái cách tiết kiệm của em như thế nào, nó phải rất là cụ thể. Đấy, và có người follow cùng thì lúc đó tự nhiên em sẽ thay đổi hành vi và em biến thành hành động cao hơn hẳn luôn. Đây là một mô thức mà người ta áp dụng rất là thành công. Vậy thì nếu như mà áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của các panelist thì các panelist có thể chia sẻ là mình đã từng gặp những sai lầm gì trong việc cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình, và cái bài học sau những cái sai lầm đó là gì? Bài học thế là anh thì anh áp dụng cho chính nhà anh, tức là trong gia đình thì anh áp dụng ở một cái quy mô khác, là quy mô quan hệ vợ chồng. Tức là lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau ấy, thì lúc đầu mình cá nhân anh gặp rất là khó khăn, bởi vì năm đấy là năm gần giống năm vừa qua, năm 2008 không có tưởng tượng, nó rất là khủng khiếp cho những cái người mà người ta yêu thích chứng khoán, vì nó dập tắt mọi cái hy vọng về chuyện kể cả là cơ bản. Hồi đấy chắc là không còn ai nói đến cơ bản nữa luôn, vì cổ phiếu nó xuống 1/5, 1/6 gì đấy loại đấy. Thế lúc đó FPT giá 660.000 gì đấy, thì có thể lúc cuối cùng nó xuống chắc là không nổi được 1/10, 1/20 mất. Thì lúc đó thì anh được vợ nuôi. Thế sau đó thì như là vợ là một chủ lực tài chính khoảng tầm vài năm, nên mình được sống nhờ vợ. Thế thì về sau thì các cái câu chuyện hai vợ chồng lúc start out là như vậy, thì sau đó cái câu chuyện về tài chính gần như hai vợ chồng không nói chuyện với nhau nhiều, nó chỉ là gần như là rất là mơ hồ. Về sau này thì anh đã áp dụng cái đấy chính với vợ mình, anh áp dụng với vợ anh, hai vợ chồng có kế hoạch tài chính rất là rõ ràng. Rõ ràng không phải để va chạm đến câu chuyện là người Việt Nam thì hay là nếu mà rõ ràng quá thì lại hay bị là bảo là hai vợ chồng thân nhau và tất nhiên phải phân bổ tiền bạc các thứ, nó rõ ràng quá thì nghe nó hơi kiểu sòng phẳng quá, nhưng thực ra không phải.
bởi vì cái rõ ràng đấy tự nhiên hai người hạnh phúc hơn. Thế thì khi mà mình đã dụng thì là vợ mình lại chi tiêu rất là lãng chi, cá nhân anh thì không bao giờ lãng chi. Sau đó một thời gian thì tự nhiên bây giờ vợ anh thì lại thành ra là một người kiểu như là còn kiểm soát hơn, tốt hơn cả mình đấy. Thì nếu mà áp dụng cho chính anh thì anh đã coach được một người rất là dạ, đến bây giờ anh rất là tự hào. Đến bây giờ anh rất là tự hào là anh coach được một người là người thân nhất của mình. Người thân nhất của mình là vợ mình, thì là người đấy là từ cái lúc mà chi tiêu mua quần áo ấy, thì là gần như là ở một cái chế độ auto, tức là một tuần là mua 2 bộ. Mặc dù thu nhập của vợ anh rất là tốt, đủ để ngoại trừ cái vấn đề quần áo thì vợ anh không có vấn đề gì khác, nhưng mà cái chi đó là làm cho mình cảm thấy thật sự đấy là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy một cái người nào đấy mà chi càng nhiều thì càng tăng nhu cầu. Chứ người ta nghĩ rằng là nếu mà tăng chi thì nhu cầu đấy được đáp ứng và cái nhu cầu đấy nó phải dừng lại chứ, đúng không? Thật toán mà nói thì mình nghĩ là như thế, nhưng thực ra không phải. Nếu tăng chi xong rồi nhu cầu nó lại tăng lên nữa, rồi nó tăng lên nữa, rồi nó tăng lên nữa cơ. Chứ nó không phải là tăng chi là, ví dụ như là nhu cầu của tôi là A và tôi tăng cái chi đấy thì nhu cầu của tôi tụt xuống. Đúng không? Rất nhiều nhu cầu của chúng ta là càng bỏ tiền thêm và nó lại càng nở ra nữa. Thì case study của anh rất là mừng là có vợ anh là người đấy. Thì là đến bây giờ thì là hai vợ chồng thì cũng thống nhất là kiểu như là nó giống như kiểu thành một cái nguyên tắc. Thì cứ khi mà có nguyên tắc thì tự nhiên soi dọi vào thì tự nhiên mình lại nhìn thấy rằng là kiểm soát được. Thì anh nghĩ là cái mà anh áp dụng là anh áp dụng cho chính khách hàng của anh là vợ luôn. Vậy còn anh Tùng với anh Quang thì sao? Những cái lỗi sai trong tài chính cá nhân của mình anh đã từng gặp là gì? Để chia sẻ cho các nhà đầu tư. Anh thì giống như anh chia sẻ lúc đầu ấy, và tức là lúc đấy mình thực ra mình hoàn toàn chưa tìm hiểu gì về tài chính cá nhân ấy, và cái việc mà mình ví dụ như là mình chi tiêu tiết kiệm các thứ hoàn toàn đấy là do thói quen từ bố mẹ mình để lại. Nhưng mà khi mà gặp cái tình huống phát sinh mới, ví dụ như là như Tùng vừa chia sẻ là mình trong cuộc sống có những cái xáo trộn ấy, thì mình trong cái playbook, trong cái hướng dẫn của mình không có cái nào để mình giải quyết cái tình huống đấy. Thì những nếu mà mình khi mà mình chưa có kế hoạch tài chính, mình chưa có mình xác định là với tình huống này thì mình sẽ xử lý như này, thì lúc đấy mình gặp rất nhiều khó khăn. Đúng là không có kế hoạch và mình không có một cái kiến thức gì về tài chính cá nhân cả, mà mình hoàn toàn theo thói quen, thì gặp cái tình huống rất là khó khăn và cái này rất là nguy hiểm nếu mà trong đầu tư mà chúng ta làm rơi vào tình huống đấy thì nó rất là nguy hiểm. Vì sao? Tại vì là khi mà trong đầu tư ấy, thì nó có rất là nhiều cái input thông tin, cái noise, cái thị trường nó đưa rất nhiều cái input chúng ta, và nếu mà chúng ta không có một kế hoạch gì, không có một cái chiến lược gì rõ ràng ấy, thì người này nói này thì chúng ta nghe thấy hợp lý chúng ta làm, đến lúc cái thị trường nó phản ứng theo kiểu khác thì chúng ta bị thị trường dẫn dắt và dẫn tới là cái kết quả đầu tư có thể rất là tệ. Đó. Cái thứ hai nữa là cũng liên quan đến cái trường hợp đầu tư ấy, là tại vì nếu mà chúng ta không có kiến thức và chúng ta không có kinh nghiệm đầu tư thì khi mà kỳ vọng của chúng ta vào trong thị trường, giống như anh Quang nói, nhiều người muốn vào thị trường muốn làm giàu nhanh ấy, thì họ dẫn cái ảo tưởng là kiểu chúng ta dễ dàng có được thành công nhanh chóng. Thì nếu mà chúng ta đặt kế hoạch trên một cái cơ sở lý luận nó bị sai thì rất là khó để chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình. Đấy là cái anh nghĩ ra. Nên cái quả cái mục tiêu ấy. Vâng. Thì cứ luôn mỗi một lần anh nói mục tiêu thì đặc biệt thị trường tài chính thì có một cái câu mà rất là hay nhà đầu tư hay hỏi, đấy là một số nhà đầu tư hỏi là kiểu thị trường tài chính thì giống như là đánh bạc. Thì cái mục tiêu ấy nó rất là quan trọng ở chỗ nữa, tức là này, tức là mọi người thì cứ hay bảo là kiểu như là sòng bạc với người chơi ấy, thì là nếu mà hỏi nhanh ấy thì mọi người bảo là sòng bạc với người chơi thì ai có lợi thế hơn ấy. Thì mọi người sẽ trả lời là Tùng trả lời là cái gì lợi thế hơn? Sòng bạc với người chơi thì bên nào lợi thế hơn? Sòng bạc lợi thế hơn nha. Ừ, rất nhiều người sẽ trả lời rất nhanh là sòng bạc có lợi thế hơn, nhưng sự thật, một cái sự thật rất là bất ngờ là người chơi mới là người lợi thế hơn. Và vì sao anh? Vì người chơi có một cái quyền là quyền tôi không chơi nữa. Và sòng bạc thực ra bản chất là công cụ. Vì tại sao nó liên quan đến vấn đề mục tiêu?
khi mà chúng ta biết rõ rằng là chúng ta sử dụng thị trường tài chính, chúng ta sử dụng sản phẩm tài chính như là một cái công cụ để chúng ta tiến đến mục tiêu của chúng ta, thì khi nào chúng ta đạt được mục tiêu, chúng ta dừng lại ở tại đó và chúng ta có thể đứng dậy. Chúng ta sẽ cho phép chúng ta đứng dậy. Chúng ta chỉ nhận được đúng cái phần mà chúng ta xứng đáng nhận thôi. Nhưng mà hầu hết tất cả, đặc biệt là các trader trên thị trường tài chính đều nghĩ rằng là nếu mà cái chết trước là chết thắng, cái chết sau nó sẽ là một cái chết thắng. Và điều đó thì cực kỳ là phi lý ở trên góc độ toán học, đúng không ạ? Cực kỳ là phi lý về trên giác độ là toán học. Bởi vì nếu mà chết trước chúng ta thắng thì cái chết sau xác suất chúng ta là phải là bất thắng. Đấy. Thì là để đây giúp là chúng ta là cái mục tiêu nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Vâng. Đấy là chính là sai lầm của, nếu mà bảo là sai lầm của anh, chính là sai lầm của anh 2008 nó như là, vâng, tức là anh bắt đầu thị trường chứng khoán mang lại cho anh 1 triệu đô đầu tiên. Vâng. Và sau đó thì ngay sau đó chỉ cần 1 năm thôi thì từ 1 triệu đô anh có chuyển thành con số âm, thì trong vòng có 1 năm thôi, rất là khủng khiếp. Trong vòng 1 năm. Ừ. Nếu mà bảo là sai lầm, bởi vì hồi đấy anh không có cái mục tiêu nào cả. Hồi đó mình là càng kiếm nhiều tiền thì càng là cho mình thích, rồi mình muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Hồi đấy kiếm tiền dễ đến mức tức là mọi người cứ hình dung rằng là 1 ngày thôi thì bằng khoảng tầm cả chục tháng lương của một cái người mà ngang kiểu cùng thế hệ với mình rồi. Thì mình thấy thích quá. Mọi người có thể nhớ nữa là thời đó chính là thời mà của các anh các chị làm FPT, có một cái bảo là bây giờ đi làm FPT làm gì nữa, bây giờ cả FPT là triệu phú rồi, bỏ việc mà luôn không muốn đi làm nữa, thấy tập tiền vô nghĩa, cái vô nghĩa. Chúng ta lâu lấy thì tất cả chúng ta làm gì có mục tiêu gì đâu, chúng ta chỉ có mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn nữa, và gọi kiếm nhiều tiền hơn được gọi là mục tiêu thì không hợp lý lắm coi nhỉ. Càng ngày càng kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có vẻ không phải mục tiêu, đúng không? Em thì hồi nãy em cũng trong cái phần đầu em cũng chia sẻ rồi đấy, em cũng mắc cái sai lầm đúng là cái giai đoạn đó luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà mình ngẫm lại thì mình thấy là, tức là em muốn đi tìm cái lỗi nó đằng sau cái lỗi cơ. Tức là nó có một cái mô hình, nó vẽ cái cây ở trên là lá hoa quả nhá, ở dưới là cái gốc rễ, đúng không ạ? Thế nếu mà mình chỉ nhìn cái hiện tượng mình bị mắc những cái sai lầm tài chính thôi mà ta không đi truy tìm cái nguyên nhân thực sự sâu xa phía bên dưới đã, thì có một người đã giúp chúng ta nhìn cái góc khác, đó chính là Đức Phật ấy. Đức Phật ngày xưa là nhìn mọi thứ nó phải từ nhân cơ. Đấy, thì nó có 3 cái trụ cột rất là quan trọng trong cái logic của nó, là nghiệm lại thành là giới, định với lại tuệ thôi, chính là cái chỗ đó thôi. Đấy, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như từ phía giới chẳng hạn, là mình không kiểm soát được cái tâm tham của mình, cái sự tham lam khao khát tiền bạc. Cái lúc mà em vào bên tài chính đầu khí ấy, chưa biết là thị trường tài chính nó như nào, chỉ nghe một cái tương truyền lại thôi, là các nhân viên của bên hệ thống tài chính đầu khí là đến cái cô làm giúp việc lao công cũng có thể kiếm được tiền tỷ cơ. Đấy, người ta kể lại những cái giai thoại như vậy, là mình nghe xong là bắt đầu kích cái tâm tham của mình lên khủng khiếp luôn. Đấy, thì bắt đầu từ cái chỗ đó mình, và bản chất là ra mình không có biết gì về chuyện là quản lý tài chính là nó như thế nào, đầu tư nó phải làm sao, rủi ro là gì, mà là con số zero, đã không có trí tuệ rồi mà lại là một cái tâm tham khủng khiếp, thì hậu quả là điều chắc chắn đó. Không có gì phải lăn tăn được cái chuyện này. Đấy, cho nên là quay lại câu chuyện thế, thì cái sau này cái phương án xử lý là cũng rất là may cho em, là cái thời điểm mà em được cậu bạn đó, cậu thấy cũng thấy thương mình hết. Em có vẻ struggle tại hai cuốn sách đó, thì cái thời điểm mà em tìm hiểu về tính kinh doanh cũng đúng là thời điểm mà em tìm hiểu về Đạo Phật luôn thật. Đấy, thì khi cầm hai cái đó nó cầm bài lại, thì mình vừa có kiến thức, mình lại vừa có được những cái trí tuệ để mình kiểm soát được cái sự tham lam của mình, thì nó giải quyết được gốc rễ của vấn đề hơn là chỉ fix những cái thứ về hiện tượng. Em hiểu rồi, tức là muốn giải bài toán về tài chính cá nhân là anh Quang khuyên đi thiền, đi học thiền. Không, đó là cách của anh thôi, chứ chưa chắc nó lại phù hợp với người khác, đúng không ạ? Không nhất thiết là như vậy, nhưng anh thấy cái điều đó nó work với anh thôi. Thì cũng tự ý như anh Tuấn Anh vừa nói, thì em thấy là trên thực tế thì rất nhiều bạn là đang có suy nghĩ tư tưởng là tức là cái thu nhập của mình càng cao ấy, thì cái nguồn chi của mình cũng tỷ lệ thuận cho thu nhập. Đấy là một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Có thể apply sai của chính là cái thuyết mấy cái lọ. Có rất nhiều người đọc cái thuyết 7 cái lọ. Sau đó mọi người nghĩ là cái tỷ lệ đó là tỷ lệ vàng. Mọi người không tự trả lời rằng là tỷ lệ đó nó chỉ đúng ở trong cái mức tiêu chuẩn. Em cá nhân em là em
trên thực tế em không fit vào bất kỳ một mô hình nào, các mô hình 60 hũ này, rồi mô hình 50, 20, 30 này, các loại mô hình với em nhé, tất cả các mô hình không có mô hình nào tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai hết. Nó có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người khác. Quan điểm của em là mình cứ học mỗi thứ một ít và mình thấy cái gì nó work cho mình, đúng không ạ? Mình trải nghiệm mình thấy nó ok thì mình nên dùng cái đó, không nên bị cứng nhắc của bất kỳ một mô hình nào. Quan điểm của em là như vậy. Vậy thì cái giải pháp để các chuyên gia nói ra đây là cái điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận diện được cái vấn đề, cái nhu cầu của mình. Sau đó thì chúng ta phải lên được cái mục tiêu trong cái tài chính cá nhân, rồi lên kế hoạch và thực hiện. Và nếu như mà chúng ta nhận diện được vấn đề mà nó là những cái thói quen xấu thì chúng ta hãy chuyển biến nó thành những thói quen tốt để có thể tạo cái tài chính cá nhân nó bền vững. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem một vài những cái trường hợp, những cái case study trong chương trình Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính của chúng tôi có nhận được từ một vài khách hàng. Thứ nhất đó là cái trường hợp của chị Kim Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Em chiếu cái slide lên cho nó to hơn một tí. Thì chị Kim Dung có nói là chị Kim Dung mỗi tháng thì thu nhập khoảng độ 26 đến 27 triệu, và nhưng mà chị Kim Dung thì chưa biết đầu tư vào đâu và không tiết kiệm được nhiều lắm. Và đợt vừa rồi thì chị có mua một căn hộ trị giá khoảng 1,2 tỷ, nhưng mà tuy nhiên thì còn nợ khoảng 500 triệu, và mỗi tháng thì trả tiền gốc là 2,5 triệu và trả lãi là 3,5 triệu, tức là mỗi tháng chị phải bỏ ra là 6 triệu để trả cả gốc lẫn lãi. Và cái tài khoản của chị thì có khoảng 150 triệu nhưng mà chưa muốn trả ngân hàng. Thì hiện tại thì cái công việc của chị Kim Dung thì đang cái chỗ làm thì đang bị xa so với cái căn nhà mà chị mua. Thì chị Kim Dung có ý định là sẽ cho thuê cái căn nhà này, là mỗi tháng 7 đến 8 triệu thì có thể là cái khoản tiền này sẽ trả được cho cái tiền gốc và tiền lãi hàng tháng của chị. Và chị Kim Dung cũng rất là quan tâm đến cái lĩnh vực đầu tư nhưng mà chưa biết đầu tư như thế nào và không còn cái... Ngoài ra thì chị Kim Dung cũng chia sẻ chị không có khoản nợ nào khác ngoài khoản nợ là mua nhà, và cũng không có tài sản nào khác, tài sản như tài sản phòng vệ hay tài sản trong kế hoạch đầu tư của mình. Thì các chuyên gia có thể cho ý kiến để chị Kim Dung có thể xây một cái kế hoạch tài chính tốt nhất. Mời anh Quang có thể chia sẻ cho mọi người nghỉ trước đi. Anh mời tất cả các chuyên gia cùng suy nghĩ. Anh thì anh thấy này, tức là cái cách tiếp cận của anh về kế hoạch tài chính ấy, thì là bản chất là có rất nhiều cái và tiếp cận khác nhau. Cái kinh nghiệm chi tiết nhất là cái là chúng ta phải hướng mục tiêu. Tức là đối với anh thì anh rất là tôn trọng khách hàng trong việc là cái mục tiêu đó của khách hàng lên thứ tự ưu tiên mục tiêu của chúng ta là gì. Trong trường hợp này thì chị Kim Dung này thì là không đủ thông tin là chị này có cái mục tiêu gì đấy và mức độ ưu tiên mục tiêu đấy như thế nào. Nói thử ví dụ trong lúc này thì chị Kim Dung này có con chẳng hạn, và lập tức ngay tất như kiểu Tùng mới nói, một thông tin mới vào thôi ngay lập tức tất cả các cái ưu tiên cũ nó thay đổi. Thế vậy thì đối với những người mà đưa cho anh ít thông tin thì hoặc thiếu thông tin thì anh sẽ có một cái tư vấn là đi từ trong ra đấy là cái gì có khả năng thực hiện được vào lúc này. Thì mấy cái guidance đầu tiên đây, thứ nhất là nợ chỉ work cho doanh nghiệp, về cá nhân về cơ bản thì nhanh là sẽ không nợ. Nợ là một thứ số 1 bao giờ cũng là giảm luôn. Tại sao thế thì mọi người hiểu bản chất là tại sao doanh nghiệp nợ mà lại ra cá nhân lại không nên nợ? Vì mọi người sẽ nói là ui nếu mà không nợ thì lại không tối ưu rồi gì đó. Doanh nghiệp nợ bởi vì sao? Doanh nghiệp là có một cái là doanh nghiệp gọi là pháp nhân. Thế nếu mà doanh nghiệp mà phá sản thì chúng ta trách nhiệm nó sẽ dừng lại tại đó. Cá nhân không dừng lại được, chúng ta không thể nào chúng ta bảo là chúng ta tự tử để chúng ta hết nợ được. Không ai làm việc đó cả. Rồi, đấy, hiểu được việc đó thì biết chắc chắn là chúng ta sẽ không nợ ai một cái gì cả. Trừ tất cả, kể cả những cái nợ khác nhé. Không chỉ là nợ tiền. Rồi. Tiếp theo đó thì là nữa là chúng ta xem là cái thói quen hiện tại nó đang như thế nào và chúng ta cần cải thiện cái gì. Thế ý anh là tư vấn từ trong ra là như thế. Thế thứ những cái gì mà có khả năng khả thi cho cái chị này làm. Anh chị này ở Hồ Chí Minh đúng không? Đúng rồi, ở Hồ Chí Minh. Thì quan điểm của anh là đầu tiên là chị nên nhìn xung quanh chị xem là cái mức thu và chi của chị so với những người xung quanh ở tại địa bàn Hồ Chí Minh đang là như thế nào.
quan điểm của anh là để chúng ta đi được ấy, đầu tiên chúng ta phải nhìn xung quanh xem cái bản đồ chúng ta đi là như thế nào đã. Chúng ta không thể đi được khi mà bản đồ xung quanh chúng ta không có, chúng ta đang tắc đường rồi, chúng ta thiếu cái lộ trình. Và trước khi nói đến đi thì phải quan tâm xung quanh chúng ta là gì đã. Mức thu nhập này theo cái quan điểm của anh ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là mức thu nhập khá là cao. Chi trung bình của Thành phố Hồ Chí Minh thì anh nghĩ rằng là nếu mà chị này sống một mình thì chi cao đi chăng nữa thì giỏi là thì chị cũng chỉ là 8 đến 10 triệu. Thế rõ ràng là mức thu này là mức thu khá cao. Sau khi mà làm hết giảm hết nợ xong ấy thì hoàn toàn trường hợp chị Dung này có thể là tiết kiệm được khá là tốt. Thì cải thiện nợ, cải thiện saving rate, thì tăng saving đấy là cái thứ mà đầu tiên có thể làm được luôn. Rồi tiếp theo đến câu hỏi là của chi tiết là chuyện là có nên di chuyển đến chỗ làm gần làm hay không. Thì cái cost của việc đi làm theo quan điểm của anh là nó căn cứ dựa trên, đầu tiên là dựa trên cái tổng thời gian mà chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng người nước ngoài là người ta sẽ rất là sẵn sàng những việc là người ta sẽ thuê ở nhà ngay gần chỗ người ta đi làm để giảm cái thời gian chúng ta mới là quan trọng nhá. Đúng không? Ví dụ như một ngày chúng ta chỉ có 8 tiếng đi làm mà mất luôn 2 tiếng để đi di chuyển ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà tắc đường thì chúng ta đấy là một thực sự lãng phí khủng khiếp hơn cả tiền. Vậy thì đương nhiên là sẽ di chuyển. Cái thứ hai là matching giữa cái chuyện rằng là cân đối giữa cái chuyện rằng là cái chi phí di chuyển rồi cái chi phí xứng đáng để chúng ta thuê một cái chúng ta ở. Ví dụ chúng ta có thể là cái cho thuê được đến 7 triệu và chúng ta thuê cái chỗ khác chỉ ở 5 triệu thôi. Nếu mà dòng đấy là dòng dương, tức là chúng ta có thể dương ra được 2 triệu thì cũng mừng quá, thì cũng tăng saving rate. Đấy, thế một vài cái cơ bản. Nếu mà thông tin này nhìn thấy là như vậy. Chị Kim Dung có một cái câu hỏi nữa ở đây là chị quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư. Ừ. Mà chị có chia sẻ là trong cái tài khoản hiện tại thì có 150 triệu nhưng chị chưa muốn trả nợ. Vậy thì em có lời khuyên gì ở đây? Chưa muốn trả nợ. Lời khuyên đầu tiên là trả nợ rồi, nên là câu chưa muốn trả nợ thì là vẫn là trả nợ. Nhưng mà nếu mà bảo về đầu tư ấy, thì cái khủng khiếp nhất của cái việc là đầu tư mà không mà bảo là chưa có kiến thức đầu tư thì tốt nhất là có kiến thức đi rồi đầu tư. Tức là theo quan điểm là phải có kiến thức rồi thì mới bắt đầu đầu tư. Hoặc là đòn bẩy cái kiến thức ở trên người khác, có nghĩa rằng là mua chứng chỉ quỹ. Chứ chính vì cứ là chúng ta đang đòn bẩy cái kiến thức dành cho những người chuyên nghiệp, người ta là years, người ta nhiều năm người ta làm cái việc đó, người ta có học hành, có chứng chỉ. Thị trường chứng khoán đã là thị trường đã là xây dựng cả một thời gian dài rồi, cái chuẩn mực của người có chứng chỉ quỹ cũng như là có những người là quản lý quỹ đã là mức khá là cao rồi. Cao hơn hẳn, ít nhất là cao hơn hẳn so với những cái người mà bắt đầu, bản thân cao hơn anh, thì rõ ràng là chúng ta nên thế hơn. Tức là đòn bẩy dành cho những người chuyên nghiệp người ta làm việc đó. Đấy. Bên cạnh đó thì thông qua đấy thì chị cũng có thể học hỏi từ các chuyên gia để có kiến thức về đầu tư luôn, đúng không? Về khi mà đầu tư các chứng chỉ quỹ. Với cái này thì quan điểm của anh cũng nghĩ là có một nguyên tắc là nói chung là chúng ta không nên đầu tư bằng tiền vay. Bản chất là đang có dư 150 triệu nhưng mà thực ra là nợ 500 triệu. Thì nếu mà tính nét là thực ra là nợ đang nhiều hơn so với cái tiền mặt mà free cash ấy, đúng không? Mình không tính là cái tài sản tiêu sản là cái nhà là nó tách vào đó rồi, thực ra mình cũng đâu ai được. Đấy, nên là em cũng hoàn toàn đồng ý với thứ ba. Trong trường hợp này nếu mà có thừa tiền như này nên trả bớt nợ ngân hàng, đúng không? Nhất là ở xe như này nữa thì hoàn toàn có thể thuê một cái chỗ luôn trong một gần chỗ nhà. Và bây giờ chắc chắn là nếu mà tính cái yield mà cái tiền mà giống như là tiền thuê trên cái tài sản ấy, chắc chắn là bây giờ nó thấp hơn. So với cái lãi mà ông đang trả lãi ngân hàng. Thì trả cái tội gì tự nhiên đi vay nợ mua cái trả lãi tối thiểu khoảng 10%. Đúng rồi. Dư thì 3-4%. Thế trong trường hợp này nên thuê một cái chỗ gần, tiết kiệm được thời gian này kia các loại, và lấy 50 triệu trong cái tài khoản hàng đó trả bớt nợ đi, thậm chí là có thể bán luôn cái này cũng được, chuyển ở cái nhà kia. Và sau này, và lời khuyên ở đây là nên lập cái hệ tài chính, nên gặp các chuyên gia VNREC, ông World Planner như ông Tùng này, ông làm ra một cái hệ tài chính đầy đủ hết các khía cạnh đã, hiểu được bản thân mình mục tiêu như thế nào, đúng không? Trước khi đầu tư mới làm cái việc đó, em quan điểm của em là như thế, phải có một cái hệ tổng thể, ông biết là mục tiêu muốn gì, ông đang có cái gì, đúng không ạ? Và tối ưu các cái tổng thể rất quan trọng. Vì ví dụ như mọi người trông thế này thôi, nhưng mọi người nếu mà khách hàng thường là không tính chi tiết như planner,
Khách hàng sẽ không tính chi tiết. Một ví dụ, một chi tiết nhỏ đây thôi, mọi người hình dung là mọi người cứ nghĩ rằng là đi cho thuê một cái nhà và thuê một cái nhà khác là tương đồng, không phải. Đi thuê một cái nhà khác là mình hoàn toàn có thể nhỏ lại được. Nhỏ lại không chỉ đơn giản là bởi vì là ví dụ như tôi đang thử tạo cho mọi người, mình đang đi cho thuê một cái nhà ở Time City với cùng một cái mức chi. Khi mà các bạn ở trong Time City thì các bạn sẽ có chi tiêu ở cùng một cái tiêu chuẩn standard ở tại trong đó. Nếu mà bạn di chuyển ra chỗ khác, mét vuông ở nhỏ hơn thì tổng chi hàng tháng nó sẽ nhỏ hơn, tương đồng so với cái chỗ mà mình đi thuê. Do đó mình có thể rất là chủ động trong việc chọn đó. Thì bên kia nó gọi bên kia là coi là tài sản sinh ra dòng tiền của mình rồi. Còn bên này mình chủ động trong việc là bóp nhỏ cái chi tiêu lại sao phù hợp với đúng cái chân dung của mình trong thời điểm hiện tại. Em thì có quan điểm của em thì nó hơi khác với cả anh Quang một chút đấy. Vì thực ra em nghĩ liên quan đến tài chính cá nhân này, nhiều khi mình tính toán con số thì nó rất là logic về mặt toán học ấy. Nhưng về mặt hành vi ấy thì chưa chắc nó là tốt. Ví dụ như trong trường hợp này ấy, thì có thể là chưa chắc nó nên bán căn hộ này, tại vì là bản thân cái việc, tại vì chị ấy không có tiết kiệm lắm ấy, tức là cái hành vi tiết kiệm người ta không có kỷ luật ấy, thì có khi chính vì có căn hộ và có lợ này thì người ta sẽ là tiết kiệm được và cái trả cái 2,5 triệu mới trả lãi 3 triệu một tháng, thì là thành một cái hình thức kiểu như là tiết kiệm bắt buộc ấy. Mặc dù là về mặt toán học nó có thể nó không tối ưu như anh Quang ấy nhá, nhưng mà về mặt kiểu hành vi con người có khi là vào trong một cái khuôn phép như thế thì có khi này người ta mới tiết kiệm được ấy. Còn nếu không cứ để tự do thì có khi này không tiết kiệm được. Em biết nhiều trường hợp như này, tại vì là cứ để bình thường thì cứ tiêu thì sẽ tiêu hết, nhưng mà nếu mà có một khoản nợ đó ấy, tức là mua tài sản và nợ, sau đấy thì sẽ tích lũy hàng tháng để trả nợ được, thì người ta sẽ tích lũy được. Còn nếu không thì người ta không tích lũy được. Đã nói là một kiểu suy nghĩ. Anh thì thực ra anh cũng không phải là người cứng nhắc đâu. Bởi vì chúng ta là personal finance mà, đúng không? Tức là tài chính nhưng mà nó phải rất là con người, phù hợp với con người đó cụ thể. Em cũng đồng ý với anh là cái kênh này nó cũng chưa đủ thông tin hết. Khi mà nếu mà mình gặp một web planner mà làm chi tiết thì mình sẽ có thêm thông tin, thì mình sẽ có cái phương án nó phù hợp hơn. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đó thì mình lại không đồng ý với cái quan điểm của Tùng đâu. Cái gì nó ra cái đó, đúng không? Tài chính, phương án tối ưu nó như nào, chúng ta phải rất là clear với cái khách hàng đó. Thế còn lại về cái chuyện hành vi, đúng không? Thì ok, có thể là cái cách này nó giúp họ hành vi, nhưng mà thật ra nó hoàn toàn có cái cách khác giúp cho họ thay đổi được cái hành vi tốt hơn, mà tài chính bằng tối ưu. Anh muốn web planner phải làm được như vậy. mọi người nếu mà mọi người để tỉnh, tức là để đứng hẳn ngoài, mọi người sẽ thấy rất đơn giản này. Có một loạt các sản phẩm, thực ra bản chất cái chi phí của nó rất là cao, nhưng mà nó bị chắc vào hàng tháng. Ví dụ như cái của em nói là cái mà đòn bẩy lên nợ thực ra là chắc vào cái chi phí của chúng ta hàng tháng, cái người nào đang nợ ấy. Và đứng ở một cái angle của Tùng vừa giải thích, tức là cái nợ đấy nó dạy cho khách hàng một điều là chúng ta phải tiết kiệm. Thì thôi, nếu như mà có Tùng mà có khách hàng nào như thế thì Tùng có thể đưa sang anh để anh xin là cái tiền mà đấy thì để trả cho anh tư vấn cho. Còn cái phần khách hàng muốn là có người coaching thì anh coach cho. Mọi người hiểu là cái nghề coach là cái nghề mà tôi bỏ thời gian ra với bạn. Thay vì bạn sống trong một cái nợ nần, tâm lý nó khó chịu, chi phí bạn vẫn phải giả ra từng đó. Thì bạn đi với tôi là chi phí bạn giả ra ít hơn. Peace of mind, tư tưởng thoải mái, không nợ ai cái gì cả. Dần dần đến với mục tiêu. Đấy, thì cùng cái tư tưởng đó thì VNX muốn đưa ra cái câu chuyện rằng là các bạn thay vì vừa trả phí tức là nợ, vừa bị áp lực là phải trả nợ, thay vì đó chúng ta xây dựng một cái lộ trình mà hạnh phúc hơn và có nhiều tài sản hơn, và thôi trả phí cho Tuấn Anh một ít đấy. Tuy nhiên thì ở trong cái kênh này của chị Kim Dung ấy, chị Kim Dung cũng chưa nói rõ là cái về cái tình hình thu chi của chị Kim Dung, nên chúng ta cũng chưa biết được là cái tình hình thu chi như nào, cái mức tiết kiệm của chị mỗi tháng như nào. Và em thấy có một thông tin nữa là chị cũng chưa có cái tài sản nào khác, thì các chuyên gia có thể giúp chị. Nếu mà chưa có tài sản nào khác thì chứng tỏ là chị này là sẽ chắc chắn là lạm chi. Bởi vì như anh nói từ đầu ấy, tức là 26 triệu với một cái mức chi trung bình cho một người ở Sài Gòn hơi cao hơn Hà Nội một xíu thôi, thì rõ ràng tỷ lệ saving rate của chị này sẽ là khá là tốt. Phải nói là khá là tốt, bởi vì chi tiêu trung bình chỉ là 8 triệu đến 9 triệu là chi phí trung bình cao. Không phải trả tiền nhà nhá, chi phí trung bình khá là cao rồi đấy. Thì phần còn lại phải là
18 triệu đúng không? 18 triệu. Rất là cao. Nếu mà không có saving thì không có tích lũy tài sản nào thì chứng tỏ là quá khứ không có. Anh đã có một cái khách hàng gần giống tương tự như thế này, tức là khi bạn ấy ở sống ở Hà Nội, lương bạn 25 triệu. Hỏi bạn ấy đang có tiền bao nhiêu trong trong cái tiết kiệm, thì trong cái tài khoản tiết kiệm ngân hàng ấy, thì bạn bảo bạn ấy có 30 triệu. 30 triệu đồng nghĩa bạn là chỉ có cái đúng cái tháng trước bạn tiết kiệm được đúng một tháng. Còn lại tất cả bạn không có một bất cứ một tài sản gì, bạn có một cái xe máy hết. Không có. Đó nhiều cây như thế lắm bạn. Nhiều cây. Tức là tháng nào tiêu hết tiền tháng đó. Rồi nên nếu mà câu hỏi của Duyên về chuyện mà xây dựng tài sản ấy, thì theo cái logic đang làm tài chính cá nhân tại VNRX, thì các bạn ấy phải xây dựng đầu tiên là một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh đã. Đúng không? Tương đương với khoảng độ ít nhất là 6 đến 12 tháng chi tiêu của bạn này. Thì như này không biết là bạn ấy đã có ý thức xây dựng cái đó chưa, đúng không? Ví dụ nếu như này thì chắc là chi tiêu sẽ rơi vào tầm độ đó khoảng 20 triệu rồi. Vì bạn bảo không tiết kiệm lắm mà, đúng không? Thì ít nhất là có khoảng độ 120 triệu. Hả? 20 triệu mà nhân cho 6 tháng thì 120, hay là nếu 1 năm thì rơi tầm khoảng 200 triệu. Thì bạn này đang có 150 triệu trong tài khoản thì chỉ tương đương một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh thôi. Cái ngoài ra là bạn ấy phải mua tiếp là bảo hiểm này, và bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bệnh nghèo là những cái tốt thì phải mua, thì không biết là thông tin này đã có chưa. Tiếp một câu hỏi nữa là bạn ấy đã có kế hoạch cho hưu trí chưa, nếu không phải mua ngay cái gói tích sản hưu trí của VNRX đang cung cấp, đúng không? Và bảo hiểm thì có Sun Life của VNRX cũng có thể hỗ trợ được. Thì sau cái đó rồi thì bạn mới tính tới cái phương án là bạn ấy rất quan tâm đến lĩnh vực đầu tư cái này kia vân vân các loại như nào, thì lại tiếp tục đó, con đường đi của bạn ấy nên là như vậy. Vậy nếu như mà chị Kim Dung đang có một khoản nợ như này thì chị Kim Dung nên trả nợ trước rồi xây những cái tài sản, hay là chị Kim Dung xây cái tài sản trước? Tôi đi qua là nên trả nợ. Trong tất cả các phương án tài chính của anh mà dành cho khách hàng thì về cơ bản là anh khuyên họ là nếu mà đang có nợ nên ưu tiên trả nợ trước, sau đó mới tính tới các phương án xây dựng tài sản. Đây là những chia sẻ của các chuyên gia về tình hình của chị Kim Dung. Chị Kim Dung nên đến gặp các chuyên gia của VNDirect để khám về sức khỏe tài chính của mình, để có một cái nhìn tổng thể, để có những cái sự lựa chọn đúng đắn trong cái tài chính cá nhân của mình. Về cái câu chuyện thứ hai đó, câu chuyện của bạn Thanh Nhàn. Do thời kỳ Covid vừa rồi thì bạn Thanh Nhàn mua nhà nhưng mà khó để trả nợ vay. Đó là cái trường hợp của bạn Thanh Nhàn, thì thu nhập của hai vợ chồng bị giảm mất một nửa, từ hơn 35 triệu xuống còn khoảng hơn 15 triệu. Và khi đó thì hàng tháng thì đang chi hơn chục triệu để trả khoản vay mua nhà, mà bây giờ cái thu nhập của bạn Thanh Nhàn này còn có hơn 15 triệu. Đó là cái vấn đề mà bạn Thanh Nhàn đang lo lắng, là không trả được nợ hàng tháng cho vay nhà. Thì nhờ các chuyên gia là có thể tư vấn các chính sách để có thể khắc phục trong trường hợp này của chị Thanh Nhàn, với cái tình hình là cũng phải trả góp mua nhà và cũng với là thu chi. Thì xin mời các chuyên gia cho ý kiến. Cái này mình không biết là cái nợ hiện tại bao nhiêu, đúng không? Cái tài sản hiện có là như nào, cái thu chi nó cũng hơi, thông tin về thu chi và tài sản nó cũng chưa có nhiều. Thì về anh nghĩ là về thu nhập như này thì cũng rất khó rồi, khó nói rồi. Thì chắc là tiết kiệm chi tiêu thôi, thì lúc đấy mình phải biết cơ cấu chi tiêu cụ thể là chi cái gì nhiều, chi cái gì ít, và cái nào càng là cần thiết, cái nào là mình có thể giảm được ấy. Chắc là đầu tiên là phải giảm cái chi tiêu đấy xuống. Thì về tour du lịch, chồng làm tour du lịch thì cái giai đoạn này chắc là khó rồi nhỉ. Cái trường hợp này là giảm thu đột ngột, giảm thu bất thường. Thì khi nói đến bất thường thì tất nhiên là cái chuyện gì đã xảy ra rồi thì rất là không làm lại được. Đấy là chính là cái lúc mà mình đấy là đấy, chính là lúc của một cái ý nghĩa của chuyện là có cái quỹ dự phòng thân thân dạo. Thế mọi người lại nghĩ là này, là quỹ dự phòng thì dùng lúc nào thì như nào nhỉ? Thì mình cố gắng không tiêu quỹ dự phòng, thực ra không phải. Cái quỹ dự phòng là đến lúc mà điều đấy nó xảy ra thì mình phải tiêu nó. Đấy là một cái góc nhìn khác của một cái. Có một số người rất buồn cười, tức là khi mà làm quỹ dự phòng rồi, đến lúc cái dự phòng nó xảy ra thì mình bảo chứ thôi sợ lắm, ngày mai kia như nào, không phải.
Và cái giờ nó dùng để mục đích nào thì đúng lúc đó thì phải sử dụng hết cái nguồn lực đó. Vâng. Thế cái nguồn lực đó để làm gì? Để chính là giải quyết cho trường hợp như thế này. Vâng. Lúc đó thì như vậy là câu hỏi đặt ra là có cái nghề đó có vấn đề gì không về dài hạn. Riêng về chủ đề nghề liên quan gì đến thu nhập thì anh cũng có một cái bộ nói chuyện về cái chuyện đó, tức là về nghề liên quan đến thu nhập. Thì mỗi một nghề thì nó có liên quan đến nó một cái bộ rủi ro và liên quan đến nó một cái tương lai khác nhau. Chúng ta đang sống trong một cái thời điểm rất là quan trọng là một loạt các cái nghề nó có thể biến mất một cách khủng khiếp, chúng ta không bao giờ nhìn thấy nữa. Ví dụ ngày xưa có nghề bán báo giấy, bây giờ gần như là cả Bắc Nam gần như chúng ta không còn nhìn thấy nữa, cũng không thấy mấy. Có một số các nghề chúng ta biến mất và chúng ta còn không có cả ý thức, chúng ta không nhìn đến điều đó nữa. Thế vậy thì nên nhớ rằng là nghề liên quan trực tiếp đến thu, và thu là đầu tiên của tài chính đương nhiên rồi. Thu mà mất hụt như thế này thì đấy, thế là thứ nhất là phải xem xét lại một cách nghiêm túc về chuyện rằng là sử dụng cái quỹ đó để mà mình có thể thay đổi nghề. Mình không phải thay đổi là thì tụi anh không thể biết là bạn này bạn đang ở cái mức nào về đấy, nhưng mà phải xem xét lại cái việc đó, tức là long dài hạn của cái thu đây nó có vấn đề gì không, và có cơ hội nào để chúng ta làm ổn định cái mức thu đó không. Một ví dụ hơi xa xôi kiểu cầu thủ bóng đá, người ta cũng phải mua bảo vệ đôi chân. Đấy chính là cái cách người ta bảo vệ cái nguồn thu tương lai ổn định. Thì trường hợp này là một trường hợp mà thứ không thể so sánh được, mà gần giống, tức là phải bảo vệ được nguồn thu. Thì thay đổi nghề, thay đổi cái gì đó để bảo vệ được nguồn thu. Cái vấn đề thứ hai là một cái sai lầm chung thì mình thấy rằng này là mọi người đừng nghĩ chuyện là không giảm chi được. Trên thực tế tôi anh đã gặp những cái trường hợp khủng khiếp của khả năng chi tối thiểu. Ví dụ có một cái em ấy có cả con, hiện tại đang chi ở Hà Nội là 5 triệu rưỡi một tháng nuôi cả con. Có một số chút có lúc còn nuôi cả chồng luôn. Một cả số lúc vậy. Rất là giỏi. Vâng. Chúng ta không thể nào hình dung được. Đó là chúng ta không nên lấy cái mức độ trung bình để mà nói rằng là chúng ta không thể tiết kiệm được nữa. Cái câu đó là cái câu mà thường là nó là một cái câu excuse, một cái câu lời xin lỗi thôi, chứ còn thực ra nó không đúng. Khi chúng ta ở trong những trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn cái bộ hành vi để làm sao mà cái chi nó thay đổi một cái bản chất hoàn toàn. Vâng. Em cũng nghĩ là thực ra con người mình có khả năng thích nghi rất tốt. Rất tuyệt vời. Thật sự đấy. Có nhiều người là lúc mà ban đầu chưa được coaching về tài chính cá nhân, họ có một mục tiêu rất cao và không tiết kiệm mãi. Đến khi mà họ ý thức được cái việc đó, họ cần phải xây dựng những mục tiêu cụ thể và họ giảm xuống, họ thấy vẫn con người mình vẫn sống tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà quan điểm của em thì mình cũng không nên là extreme quá, nói thế thôi chứ không nghĩa là mình cổ suý mọi người là cứ phải tiêu 5 triệu rưỡi như các bạn nói. Vì đây là tài chính cá nhân, có nghĩa là cái xác lập mục tiêu họ làm sao nó vẫn phải hạnh phúc cơ, đúng không? Có nhiều gia đình chúng ta phải tính ra, nếu không thì mình cứ khổ sở vì chuyện tiền bạc mà mình không thấy hạnh phúc thì cũng không nên. Thế còn về cái cây này thì em ngoài cái ý của anh Tuấn Anh thì em bổ sung thêm một vài cái điểm ở chỗ như này. Thứ nhất là chi hơn 10 triệu để trả khoản vay này, đúng không? Mà bây giờ cái thu nhập giảm xuống còn nữa thôi, thì nó có một cái nguyên tắc trong tài chính là mình làm sao mà cho cái trả gốc và trả lãi của vay mua nhà nó không được vượt quá khoảng 30% cái thu nhập gọi là gross income của gia đình này. Thì lúc ban đầu thì ok không sao, ở mức thu nhập 35 triệu, nhưng bây giờ có 15 triệu thì chắc chắn là nó bị quá tải rồi. Đã thì ở đây họ đang hỏi là tư vấn xem có chính sách nào hỗ trợ hay không, thì em cũng có tìm hiểu thì nó có một cái thông tư vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 năm nay này, thì Ngân hàng Nhà nước đã có ban hành của thông tư 01/2020 quy định là các cái tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng là hỗ trợ cho những người vay trong trường hợp mà bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid, thì công nhận là nó có cái quy định đó thật, thì họ cần phải có cái giấy tờ chứng minh là mình bị ảnh hưởng bởi trường hợp như này thì có thể là cái ngân hàng là họ sẽ xem xét hỗ trợ theo hướng là có thể là ví dụ như đàm phán kéo dài cái khoản vay lên. Như bình thường ông vay 10 năm, 15 năm thì cái kéo dài thành 20 năm chẳng hạn. Đã thì như vậy nó sẽ giảm bớt cái áp lực về dòng tiền trẻ trong ngắn hạn, thì gia đình này sẽ cân đối được. Nhưng mà em vẫn nghĩ là tạm thời trong cái lúc khó khăn như này thì nên cắt bớt các khoản chi tiêu. Thật ra ở Việt Nam mình nhá, mình tính nhá, nếu mà để sống được em thấy đơn giản. Thật sự đấy, nếu mà theo cái đúng nghĩa là để mình sống ổn, gạo thực ra đâu có đắt đâu.
rau rất là bình thường. Nếu mà ai mà ăn chay thì chắc cũng rẻ đấy, em nghĩ không hề quá đắt đâu. Đấy, nhưng cái điều là ông cứ thích sung sướng, thích cái vẻ bề ngoài thì đâm ra là cái chi phí nó mới đổi lên nhiều đó. Đấy, chứ còn em nghĩ là có thể cách xuống được. Và cũng rút kinh nghiệm từ cái nhà này là thứ nhất là họ phải xây dựng cái quỹ dự phòng này, thanh toán nhanh. Thứ hai nữa là nên diversify, đa dạng hóa cái nguồn thu, không nên là chỉ phụ thuộc vào mỗi một cái chuyện là đương nhiên chỗ này là cả hai vợ chồng làm rồi, nhưng mà ý là ngoài cái thu nhập từ tiền lương thì nên có thêm, ví dụ thu nhập từ đầu tư, thu nhập thêm từ những công việc phụ nữa mà không ảnh hưởng việc chính thì em nghĩ là sẽ đỡ hơn trong đợt này. Đó là phương án. Như vậy thì trong trường hợp của chị Thanh Nhàn thì nếu như mà chúng ta nhìn vào thực tế thì cái tiền mà bị giảm, tiền thu của hai vợ chồng chị bị giảm xuống ấy, thì còn có hơn 15 triệu. Và nhìn vào cái số tiền mà chị phải trả nợ lãi về nhà thì có thể là sẽ không thể chi trả được cho cái cuộc sống thu chi của chị. Nhưng mà rất may là trong cái thời kỳ Covid vừa rồi thì nhà nước cũng có cái thông tin như anh Quang có cái thông tư như anh Quang có chia sẻ, thì có thể giúp đỡ được gia đình chị một phần nào đó. Và bên cạnh đó thì cái biện pháp để chị Thanh Nhàn có thể khắc phục ở đây thì chị Thanh Nhàn có thể đến người gặp các chuyên gia của VnDirect để có thể lên kế hoạch tài chính, sau đó thì xem tình hình thu chi và từ đó để có thể điều chỉnh được cái khoản thu chi của chị này. Những khoản nào mà vượt quá mức cho phép mà nó không cần thiết thì mình có thể giảm bớt để có thể xây dựng lên các loại tài sản như tài sản phòng vệ, hưu trí và bảo hiểm để mình có cái sức khỏe tài chính tốt hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi của các quý nhà đầu tư đã dành cho chương trình ngày hôm nay, thì các chuyên gia có thể trả lời. Câu hỏi thứ nhất đó là làm thế nào để tích lũy tài sản với mức lương rất là thấp? Thì xin mời các chuyên gia. Về cái tỷ lệ tiết kiệm cũng là một cái vấn đề đáng để chúng ta bàn đến. Nói về tất cả các loại tỷ lệ thì tỷ lệ nó chỉ là, nó nhắc lại là tỷ lệ nó chỉ là một cái để chúng ta, một cái tiêu chuẩn để chúng ta xem thôi. Vì ngay thì nếu như mà ý thức của chúng ta nghĩ rằng cái số này nó nhỏ quá thì anh còn chưa được nghe được cái số nào mà mọi người đã lấy là cái số nhỏ để đấy là xu hướng của loài người nói chung, luôn luôn nghĩ là cái của mình là chi tiêu tối thiểu có thể rồi. Tức là ngày xưa anh nhớ là cứ mỗi lần mà hỏi là chi tiêu bao nhiêu thì em chi ít nhất có thể rồi. Thế thì thôi coi như cuộc nói chuyện nó dừng lại, rồi chúng ta không còn gì để nói nữa. Nếu mà ít nhất có thể để toán học mà nói là trả là min, và min thì không xuống dưới được cái min, thế là thôi chúng ta không nói chuyện nữa, có cuộc nói chuyện này chấm dứt, không ạ? Xin nhắc lại là chúng ta có thể có những mức, bốn mức anh đã trao đổi, nhưng mà trong đó cái mức tồn tại là hiện tại ở Việt Nam đang rất là thấp, như quang vừa nói. Mức tồn tại hiện tại ở Việt Nam rất là thấp, chúng ta nên tận hưởng điều đó. Chúng ta nên tận hưởng điều đó vì mức tồn tại hiện tại đang rất là thấp. Chúng ta hoàn toàn có room, rất là hoàn có cơ hội để chúng ta có thể tiết kiệm, tăng tiết kiệm. Hầu hết 99.99% mọi người. Hầu hết. Em thì trả lời cho câu hỏi của khán giả vừa rồi đặt lên ấy. Thì như này nè, em không suy nghĩ theo cái hướng là bây giờ làm sao để mình tiết kiệm, mà cái điều quan trọng là thông qua cái việc đó thì mình định vị con người mình như nào, được cảm ơn lớn hơn. Thay vì ngày xưa là ông cảm giác là ok tôi lương thấp đó, thôi tôi chả bao giờ có tiết kiệm để xây dựng tài sản được, thì mình phải định vị là gì, cho dù ở bất kỳ cái level thu nhập nào mình cũng là người có ý thức tiết kiệm và xây dựng tài sản. Đã đầu tiên ông phải định vị như vậy đã, thì khi ông định vị thế tất chắn là ông sẽ làm được, cho dù là ok cả 1 triệu tôi cũng có thể tích sản được, đúng không? Bây giờ mua cái gói tích sản hưu trí của VnDirect 1 triệu là làm được rồi nè, các bạn công nhận không ạ? Thì là okay, bây giờ làm 1 triệu trước đi, sau này bắt đầu thu nhập tăng lên rồi thì ok tôi lên 2 triệu 3 triệu. Tức là quan trọng nhất là định hình con người mình và cái thói quen. Không lại nghĩ 1 triệu là nhỏ quá mà không làm, đúng không? 1 triệu đã bắt đầu rồi mà, đúng không? Chính xác. Có một câu chuyện này ở bên Ấn Độ mà hiện tại nó vẫn như thế. Tức là bên Ấn Độ là cái đạo, một số cái đạo ở trước là người ta cấy vào cái não của dân tình, nói chung là người ta nghĩ là người ta ở cái đẳng cấp như thế, đẻ ra ở cái đẳng cấp đó. Thế thì có một cái, những cái người mà người ta kéo xe gì đấy, người ta nghĩ là thu nhập người ta quá thấp rồi. Thế là cuối năm ấy có một cái dịp Tết ấy, thì người ta mua pháo, người ta đốt hết pháo. Thế có đứa bạn anh nó hỏi là thế tại sao mình nghèo như thế mà mình cứ mua pháo đốt pháo, thì cái cậu đấy cậu trả lời rằng là
ta đẻ ra ở cái đẳng cấp này, và ta nghĩ rằng là cả đời ta dù có tiết kiệm nữa thì ta cũng không thể nào mà giàu được, do đó thì thôi cứ đốt nốt đi. Thì đấy là một cái ví dụ của cái chuyện gần gần giống như Diệu Quang nói, nghĩa là thôi thì mình cứ mua, mình cứ tiết kiệm đi, mình xã xưa mình cứ bắt đầu bằng 1 triệu, 1 triệu, 2 triệu, chứ lại nghĩ là cái số đấy nhỏ xong lại đốt hết thì chúng ta chả bao giờ bắt đầu cả. Cái này thì có thể là truyền đạt đến nhà đầu tư về cái là lãi kép của chúng ta. Lúc mà chúng ta tiết kiệm 1 triệu nó là cái số tiền rất là nhỏ tại thời điểm hiện tại, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó lại là một cái số tiền rất khổng lồ. Đúng rồi, chính xác. Tùng chạy số sẽ là nếu mà 1 triệu mà liên tục, nếu mà 1 triệu mua chứng khoán liên tục, với những người mà mua FPT 1 triệu liên tục trong vòng 9 năm qua, 10 năm qua thì mọi người sẽ có bao nhiêu tiền, Tùng có thể tưởng tượng được không? Đợt trước em làm cái tính toán, em không phải làm 1 triệu mà tiết kiệm 5 triệu một tháng ấy, và tỷ suất lợi nhuận là khoảng 10% một năm, mà sau khoảng 25 ấy, thì đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng mấy chục tỷ ạ. Tức là con số tiết kiệm rất là nhỏ, nhưng mà sau anh có thể đọc số chính xác mà số anh thống kê đó là 2 triệu 10 năm FPT 6 tỷ. Anh siêu đấy. Số rất là lớn. 2 triệu 10 năm FPT 6 tỷ. Vậy thì 2 triệu 10 năm Vinamilk cũng loanh quanh từng đó. 2 triệu 10 năm Vincom 9 tỷ. Nếu mà chúng ta coi thường cái 1 triệu thì chúng ta sẽ sau này chúng ta quay lại chúng ta rất nhiều tiếc nuối. Tiếc nuối như anh này, bởi vì anh cũng không mua cái 10 năm trước, anh không mua FPT 2 triệu hàng tháng. Thực ra bây giờ nhá, mình cứ lấy ví dụ một cái cổ phiếu cụ thể thì nó sẽ hơi khó đúng không? Bây giờ mình lấy cái mức trung bình của thị trường chứng khoán Việt Nam đi. Trong vòng 20 năm qua nó rơi vào tầm khoảng 12% một năm. Đấy, thì em đưa cho mình em tính thử này, 2 triệu một tháng đều đặn nhá, liên tục 20 năm qua nhá, với lãi suất trung bình của thị trường thôi nhá. Thì số tiền có là 1 tỷ 729 triệu. 2 triệu. Đúng không? 2 triệu một tháng 2 triệu đó. Nếu mà 20 và chúng ta chỉ ở mức trung bình. Đúng không? Đấy, trung bình là không cần ông với giỏi nha, cũng khiếp đó. 1 tỷ 729 triệu. À đấy, gần 2 tỷ. Gần 2 tỷ là hài lòng quá rồi đúng không? Chắc chắn là sẽ outbid, ít nhất là outbid hai khán giả có hỏi vấn đề. Yes. Với bằng 2 triệu. Thế là cho thấy là cái sức mạnh của lãi kép rất là lớn. Đúng rồi. Và để tiếp theo cái câu trả lời của anh Quang ấy, thì có một câu hỏi rất là hay, đấy là em tiền ít, vốn ít, đơn thấp, làm việc thì rất nhiều, chỉ có tinh thần tự do tài chính thì em có làm được không? Khi bạn đã có ý thức để xây dựng sức khỏe tài chính, có tinh thần là, tức là có một start out tốt rồi đúng không? Đúng. Thì bạn có làm được không ạ? Tiền ít là đương nhiên đấy, again ai cũng sẽ nói mình tiền ít và bao nhiêu là ít. Thì một ví dụ vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ngồi rồi, 1 triệu vẫn chưa gọi là ít, thì nếu mà bạn có thể 500 nghìn mà vẫn mới gọi là ít ấy, thì chúng ta có thể gộp là 2 tháng chúng ta mua một lần. Nếu mà 500 ngàn. Trước kinh nghiệm triển khai của anh với khách hàng, anh đã từng đưa những khách hàng mà giảm chi trong vòng tầm 6 tháng có thể tiết kiệm được đến, tức là đang từ chi 110 triệu một tháng rút xuống còn 25 triệu một tháng một cách ổn định liên tục. Có hiện tại có khách hàng của anh đã từng mua chứng khoán liên tiếp 24 tháng liên tiếp, cứ hàng tháng mua đúng cái số đó với một cái kỷ luật khủng khiếp, tức là không cần biết là thị trường lên hay xuống. Ví dụ như đợt vừa rồi mọi người có thể nhìn thấy là thị trường xuống một cái V sharp rất là mạnh xuống, và bạn hỏi anh là thế liệu tôi có tiền nữa thì tôi có nên mua tiếp không, thì anh vẫn bảo là cứ mua đúng đều đặn đúng số đấy, bởi vì chúng ta có một con đường khác, chúng ta đầu tư liên tục, chúng ta không có đặt cược vào cái chuyện là chúng ta dự đoán thị trường như thế nào. Nên là càng đối với những cái bạn mà như câu hỏi, càng đối với bạn như này có tinh thần tốt như này thì càng tốt, bởi vì là đây là cái chính là con đường của các bạn. Như vậy thì dù là tất cả các trường hợp của các bạn như là tiền ít hay là gì đó, thì tại VN Direct cũng có tất cả những cái giải pháp để xây dựng cho các bạn cái sức khỏe tài chính rất là tốt. Chính xác. Với lại có thêm một cái điểm như này nữa này, là em có nhớ một cái câu của sư thầy Tuyết Hạnh nói rất hay. Tức là lúc người ta hỏi là thế thì có cái cách gì, con đường gì để đưa đến hạnh phúc được không, thì sư thầy nói câu rất hay là gì, hạnh phúc nó chính là con đường rồi. Hạnh phúc nó chính là cái con đường đi. Đấy, tức khi mà bạn nhận diện ra mà bạn đi trên con đường nào thì mỗi phút giây bạn đã hạnh phúc luôn. Đúng. Chứ không phải là phải chờ đến khi ông đến cuối con đường đâu. Thì bây giờ nó quay lại câu chuyện bạn này, là bạn bảo là
đó là có tự do tài chính được không? Thì nhiều người là trong đầu là cứ phải nghĩ là tôi phải có 1 triệu đô tôi mới tự do tài chính cơ, đúng không? Nhưng mà nếu mà ta hiểu được cái sự sâu xa đó, thì khi mình có một cái trí tuệ, mình biết cái cách làm, mình biết con đường đi rồi, thì mỗi bước đi của mình là mình cảm giác là tôi rất là an tâm, đúng không? Ở công ty mình đã xây dựng cái concept gọi là sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư. Mọi thứ tôi chuẩn chỉ có kế hoạch, tôi biết con đường đi các loại hết rồi, tôi có trí tuệ về quản lý tài chính cá nhân, thì ngay lúc đó bạn đã có tự do rồi. Và người ta bảo người tri túc biết đủ là người giàu có là hạnh phúc. Ngày xưa có một câu chuyện là có một cái ông gọi là ngày xưa gọi là keyboard Hà Tiện thì đấy là lau chùi một cái đồng xu ấy. Thế là sau đấy anh có một cái ý nghĩ là này, tức là nếu mà mình cứ kiểu như cái tự kỷ đi, tức là mình nghĩ là trong kho nhà mình có, gọi là mình là tỷ phú, trong kho của mình có 1 tỷ. Nhưng mà thôi, tháng này thì mình mang cái 1 triệu của mình ra lau chùi, mình cất ở đấy thôi. Thực ra trong kho nó vẫn có 1 tỷ rồi. Đấy là hiển hiện của cái câu con đường của Quang nói, tức là thực ra bản chất trong kho mình là sẽ có 1 tỷ, yên tâm. Nhưng mà cái mình đang đặt tạm ở đấy là 1 triệu. Mình chỉ mới nhìn thấy 1 triệu thôi. Thực ra là nó là 1 tỷ, nhưng mà mình mới nhìn thấy 1 triệu. Thì cứ bắt đầu thôi. Mình là tỷ phú mà lo gì. Như vậy thì sau buổi chia sẻ của các chuyên gia VN Direct ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể thấy được là cái tầm quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân của mình, và qua đó thì cũng xây dựng cái kế hoạch cho tài chính cá nhân để các bạn nhận diện được vấn đề, cái tầm quan trọng, sau đó là sẽ lên mục tiêu cụ thể trong kế hoạch tài chính, rồi các bước thực hiện các loại tài sản cần có là tài sản phòng vệ, tài sản bảo hiểm và tài sản hưu trí, và cuối cùng là lên kế hoạch thực hiện. Và điều đặc biệt là các bạn hãy nhớ là đưa mọi những cái kế hoạch của mình vào cái thói quen, dù có khó nhưng mà khi trở thành thói quen thì các bạn sẽ thực hiện được. Để có thêm thông tin chi tiết về tài chính cá nhân thì các bạn có thể tham khảo ở trên trang DS Factory trên YouTube của VN Direct. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe buổi chia sẻ của các chuyên gia VN Direct ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các chuyên gia.